Dạ, ok, trước khi đến với một cái phần mềm mới thì mình có thể so sánh thử giữa phần mềm Photoshop với phần mềm Illustrator thì nó có gì khác biệt trong quá trình mình cách thiết kế tạo ra một cái sản phẩm bất kỳ hay không. Ok, chọn vào đây. Chọn vào làm việc. Trong trường mình có một cái file như sau. Để có thể so sánh tổng quan được giữa hai cái phần mềm với nhau trong quá trình mình có thể xử lý. Tư liệu. Dạ. Ok, F11. Dạ, các bạn so sánh cơ bản giữa hai cái phần mềm với nhau thì mình có thể xác định được giữa cái phần mềm Photoshop với phần mềm Illustrator mình có thể học được những phần gì. Cái đầu tiên bạn cần chú ý cái đối tượng phần mềm Photoshop mình đã khá quen thuộc rồi thì nó sẽ là tạo ra tín hiệu liên quan phần là điểm ảnh pixel. Thì bạn thứ này, bất kỳ một cái tấm ảnh nào đấy. Thì nó sẽ tạo ra từ những cái điểm ảnh hình vuông rất là bé, bằng cái phóng to lên thì nó sẽ có những cái điểm ảnh hình vuông và một cái điểm ảnh đấy là một cái màu sắc. Và tổng hợp toàn bộ tất cả hệ thống về điểm ảnh này lại thì nó sẽ tạo ra khuôn khổ hình ảnh từ ba hệ màu cơ bản, đó là red, green và blue, RGB. Thì hầu như trên cái phần mềm Photoshop 99% thì 99% thì mình sẽ làm việc với đối tượng là hệ màu RGB, chỉnh sửa hình ảnh. Và thứ hai, Photoshop thì nó sẽ có hai phương diện, thứ nhất là chỉnh sửa hình ảnh và thứ hai là có tạo ra những cái định dạng file thiết kế để truyền thông, chẳng hạn như poster, banner truyền thông, standee, vân vân, tờ rơi, sản phẩm truyền thông online và sản phẩm có thể in ấn ra được. Đấy là hai phương diện chỉnh sửa hình ảnh và tạo ra sản phẩm in ấn. Và còn đối với trường hợp là cái phần mềm Illustrator thì nó sẽ tạo ra những cái đối tượng ở dạng vector. Thì dạng vector thì bạn lưu ý khi mà mình có thể là phóng to, thu nhỏ hàng trăm hay là nghìn lần thì nó sẽ không có cái tín hiệu là những cái điểm ảnh, những cái hình vuông này nữa. Chẳng hạn mình vẽ một cái hình đi, chẳng hạn như vẽ cái đối tượng đồ hình. Một cái đồ hình rất là đơn giản thôi, chẳng hạn như bạn có thể là trong quá trình mình vẽ một cái hình chữ A đây đi. Đối với trường hợp Photoshop, nếu bạn thay đổi kích thước của cái khổ giấy thì trong trường hợp đấy bạn lưu ý nó sẽ bị vỡ hình. Nhưng mà ngược lại đối với dạng phần mềm Illustrator, nó ở dạng vector thì bạn có thể phóng to hàng trăm hay là ngàn lần thì nó cũng không bị vỡ hình trong cái trường hợp sử dụng đối tượng dạng vector này nữa. Đấy là cái sự khác biệt đầu tiên giữa cái phần mềm sử dụng điểm ảnh và thứ hai đồ họa cái đối tượng liên quan phần vector. Đối tượng tiếp theo cái phần này thì cũng không quan trọng lắm đúng không? Thì phải bỏ qua. Tương tương nhau. Cái tiếp theo thì bạn lưu ý trong cái phần mềm Photoshop thì nó sẽ có cái phần là khổ giấy của mình. Thì toàn bộ tất cả đối tượng khi mà bạn làm việc thì nó chỉ nằm trong cái khuôn khổ giấy màu trắng mà thôi. Còn toàn bộ tất cả đối tượng khi mà dịch chuyển ra ngoài cái phần vùng màu ghi thì nó sẽ không hiển thị và không xuất ra định dạng file ảnh được. Nhưng mà ngược lại đối với cái trường hợp phần mềm Illustrator thì hoàn toàn những hệ xử lý toàn bộ tất cả hệ thống từ khổ giấy khác nhau, chẳng hạn bạn làm menu. Cho menu có rất nhiều trang, chẳng hạn trang bìa trước, trang bìa mặt sau, những cái đối tượng là nội dung phía trong, chẳng hạn như món khai vị, món chính, món tráng miệng, về nước. Thì khi mà xử lý trực tiếp trên phần mềm Illustrator thì mình có thể tạo ra một cái phiên bản thiết kế chứa toàn bộ tất cả nội dung đấy, từ bìa cho đến nội dung chính cho đến trang bìa mặt sau, vân vân. Hay là một cái profile giới thiệu về công ty, bao gồm bìa, nội dung chính. Thì bạn thấy nó có thể tạo ra nhiều khổ giấy trên một cái phiên bản thiết kế mà phần mềm Photoshop nó không làm việc được. Thực chất thì cái phần mềm Photoshop nó cũng có cái phần upload. Thì do cái trường hợp là trên cái phiên bản thị trường của Việt Nam hiện nay, phần mềm Photoshop nó không liên quan phần là xuất phim, cho nên phần upload nó không được mạnh. Nhưng mà ngược lại, đối với trường hợp phần mềm Illustrator ấy, thì nó sẽ làm việc với toàn bộ tất cả hệ thống ở dạng vector, cho nên có thể xuất ra dạng phim để chuyển cảnh, chẳng hạn như những cái hành động. Nhưng chẳng hạn như chuyển cảnh về cảnh 1 sang cảnh 2 là giới thiệu sang cái nội dung chính của phần phim đấy thì hoàn toàn mình có thể làm trực tiếp trên phần mềm Illustrator được. Nhờ lưu ý phần này, Illustrator có thể tạo ra nhiều khổ giấy trên một cái phiên bản thiết kế. Và cái tiếp theo, phần lưu file. Thì đối với trường hợp phần mềm Photoshop nó tạo ra nhiều điểm ảnh khác nhau, một cái đối tượng ô vuông là một cái điểm ảnh. Cho nên là cái tốc độ lưu file thì nó sẽ chậm hơn rất nhiều so với cái trường hợp ở dạng vector. Và cái phần tiếp theo thì trong phần mềm Photoshop nó sẽ làm việc với những cái đối tượng liên quan phần vùng chọn. Vùng chọn bởi vì nó sẽ xử lý trên cái trường hợp từng cái điểm ảnh nhỏ. Và cái phần mềm Photoshop nó sẽ liên quan phần là chỉnh sửa màu sắc hình ảnh vân vân, xử lý một cái vùng nhỏ trên cái vùng chọn đấy. Nhưng mà ngược lại đối với trường hợp phần mềm Illustrator
nó làm việc với đối tượng dạng vector, cho nên nó sẽ quản lý toàn bộ tất cả hệ thống trên cái phần đối tượng điểm ảnh đấy, hay là đối tượng dạng vector nha. Cho nên nó phải xử lý chung chứ không thể xử lý riêng từng cái đối tượng trong quá trình mình quản lý một số cái đối tượng liên quan phần hình ảnh. Lưu ý phần này là vùng chọn và dạng vector. Và đây bạn thấy trong cái trường hợp tiếp theo là đối với trường hợp Photoshop thì nói qua là nó chỉ làm việc trong cái đối tượng của giấy màu trắng, còn ngoài vùng màu ghi thì nó sẽ không làm việc nữa. Nhưng mà ngược lại, Illustrator tất cả những đối tượng nằm ngoài cái khổ giấy thì nó vẫn hoạt động được cho bạn. Nhờ, có thể xuất ra là phải ảnh, mà có thể lưu toàn bộ tất cả đối tượng nháp hoặc là không. Nhờ, đây là cái khổ giấy bạn thấy. Ngoài cái việc là đối tượng Photoshop thì nó chỉ làm đây, chẳng hạn như kéo ra ngoài cái vùng màu ghi bên ngoài thì hai đối tượng này nó không nhìn thấy. Nhưng mà ngược lại, trên Illustrator thì hoàn toàn có thể xử lý được những đối tượng ngoài nháp bên ngoài. Bởi vì trong quá trình mình làm việc trực tiếp với khách hàng, bạn lưu ý này, mình có thể là có rất nhiều phiên bản thiết kế khác nhau mà khách hàng có thể lựa chọn. Yeah, chẳng hạn như một cái card visit đi, chẳng hạn nó có hai mặt, mặt trước và mặt sau. Mặt trước thì bạn thấy là khách hàng có thể ok, nhưng mặt sau mình sẽ tạo ra nhiều phiên bản khác nhau để khách hàng có thể lựa chọn được. Nếu mà trong phần mềm Photoshop thì lưu ý mình phải tạo ra nhiều khổ giấy khác nhau để có thể xử lý riêng biệt. Nhưng mà ngược lại, Illustrator hoàn toàn có thể xử lý trên một cái khổ giấy bạn đã thực hiện đấy rồi. Phần này. Và tiếp theo, trên cái phần mềm Photoshop nó sẽ làm việc trực tiếp với đối tượng ở dạng layer, dạng lớp. Nhưng mà Illustrator lưu ý thì trong trường hợp cái trên thị trường thiết kế hiện nay thì nó sẽ có hai dạng. Thứ nhất là một số bạn thì có thể làm việc với layer, nhưng một số bạn sẽ không có làm việc với đối tượng bảng layer nữa. Bởi vì lưu ý, phần mềm Photoshop một layer thì nó chỉ chứa một đối tượng. Còn Illustrator thì ngược lại, một layer thì có thể chứa nhiều đối tượng khác nhau được. Và nó vẫn tách biệt nhá. Photoshop một layer nó chỉ chứa một đối tượng. Còn Illustrator lưu ý, một layer nó có thể chứa nhiều đối tượng tách biệt nhau. Lưu ý phần này. Cho nên là trong quá trình mình học thì mình sẽ không hướng tới các bạn là trong quá trình là sử dụng cái bảng layer. Tương nhiên thì cơ bản thì nó cũng giống như trong phần mềm Photoshop thôi. Có những cái con mắt này, tên layer, khoảng trống, đối tượng layer thu nhỏ, vân vân. Thì nó cũng tương tự nhau. Nhưng mà nó không được mạnh, bởi vì lưu ý có rất nhiều đối tượng nằm trên một layer thì mình rất khó quản lý cái đối tượng đấy. Thì phần layer mình có thể bỏ qua trong cái phần mềm Illustrator. Và cái cuối cùng, thực ra cái này thì nó sẽ không còn nữa, bởi vì từ cái phiên bản CC trở lên thì nó có thể quay lại rất là nhiều bước khác nhau, giống như trong quá trình xử lý cái phiên bản Photoshop. Thì cái này nó chỉ thực hiện trong cái phiên bản từ CS6 trở xuống của tôi. CS6 thì nó chỉ quay lại biết cái bước mình vừa thực hiện, còn quay đi thì nó sẽ không thực hiện được nữa. Nhưng còn từ phiên bản CC trở lên thì nó sẽ thực hiện giống như trong trường phần mềm Photoshop History, lấy lại tất cả các bước bạn vừa thực hiện hoặc là quay lại bước trước bạn đã thực hiện rồi. Đấy. Okay. Đối tượng sử dụng, thứ nhất là phần mềm Photoshop, bạn thấy là nó sẽ có hai trường hợp xảy ra. Thứ nhất là có thể chỉnh sửa hình ảnh, và trường hợp thứ hai là liên quan phần thiết kế. Nhưng mà thiết kế trong phần mềm Photoshop nó sẽ bị một cái trường hợp là giới hạn về kích thước. Do chẳng hạn như bạn thiết kế một cái background to bằng cái màn hình nhỏ đi, thì trong phần mềm Photoshop mọi người lưu ý mình phải thiết kế đúng cái tỷ lệ là 1:1, độ phân giải 300. Thì bạn thấy trong trường hợp cái đấy thì nó rất là nặng. Yeah. Thì trong quá trình chẳng hạn như mình có rất nhiều đối tượng layer hay là nhiều đối tượng dạng, chẳng hạn như trong quá trình thiết kế một cái background đi, chẳng hạn như cái hình ảnh về một cái chương trình workshop nào đấy, thì hình ảnh này có thể là xử lý bằng cách là chụp trực tiếp bằng máy ảnh thì nó rất là nặng. Yeah. Cho nên nếu mà tạo ra một cái kích thước chẳng hạn như 2m nhân cho 3m xử lý trực tiếp bằng phần mềm Photoshop thì có thể là trong quá trình mình không thể lưu được file. Yeah, không lưu file bởi vì file mình quá nặng. Nhưng mà ngược lại, đối với trường hợp phần mềm Illustrator thì mình hoàn toàn có thể xử lý những đối tượng kích thước của giấy bé hơn 10m. Yeah. Bởi vì cái phần này nó sẽ xử lý bằng cách là ở dạng vector. Thì vector mình hoàn toàn có thể phóng to thu nhỏ đối tượng mà nó không bị vỡ hình. Yeah. Thì ở đối tượng phần mềm Illustrator thì hoàn toàn bạn có thể xử lý kích thước cho nó tỷ lệ là 1/10 hoặc là 1/5 đối với trường hợp có hình ảnh hay là không. Yeah, thì trong trường hợp phần đối với phần Illustrator thì mình sẽ nói rõ hơn trong quá trình mình học. Yeah, cho nên là trong quá trình đối tượng sử dụng thì nhà thiết kế hay là chuyên cái phần mềm Illustrator mình sẽ chuyên về thiết kế hơn, tạo ra những sản phẩm in ấn khổ giấy lớn. Lưu ý phần này. Yeah, đây là một số cái tổng quan bạn có thấy qua phân biệt giữa hai cái phần mềm Photoshop và phần mềm Illustrator với nhau, để bạn nhìn cái tổng quan được giữa hai phần mềm. Ok, thì bây giờ mình sẽ đi đến với cái đối tượng giao diện đầu tiên của đối tượng phần mềm Illustrator. Bạn có thể mở cái phần mềm của mình lên nha.
Thì cơ bản khi mà mở phần mềm lên thì bạn lưu ý đối với trường hợp phần mềm Illust thì nó cũng tương tự như Photoshop hay là InDesign sau này mình sẽ học. Nó cùng với bộ Adobe cho nên là toàn bộ tất cả hệ thống về cơ bản mặc định ban đầu thì nó hoàn toàn giống nhau. Cái đầu tiên khi mà để làm việc một cái đối tượng khổ giấy hay là một cái đối tượng thiết kế thì lưu ý tạo ra khổ giấy mới, bạn ghi vào tạo ra khổ giấy mới. Đương nhiên cái này có thể là lặp đi lặp lại trong quá trình sử dụng trên cái phần mềm Photoshop rồi nhưng mình cũng nên ghi lại. Tạo ra khổ giấy mới. Ctrl N hoặc là tích vào biểu tượng grid new. Ctrl N là grid new. Tạo ra khổ giấy. Ok, tích vào đây. Thì bạn thấy nó sẽ hiển thị cho bạn một cái bảng cài đặt toàn bộ tất cả hệ thống về thông số với kích thước cũng tương tự như phần mềm Photoshop ở đấy, nó hoàn toàn giống nhau. Thứ nhất là mobile, thiết kế những app, website, thiết kế banner, print, in ấn những cái sản phẩm thực tế chẳng hạn như card visit, phong bì thư, tiêu đề thư, thẻ tên nhân viên, poster, standee vân vân. Là những cái sản phẩm thực tế bằng cái sờ thực tế được. Và thứ hai tiếp theo là phần xuất phim và video, như mình có nói thì nó sẽ có cái phần upload, nó tạo ra những phần chuyển cảnh cho các đối tượng chuyển phim đấy và đối tượng vẽ. Thì có rất nhiều cái này thì hầu như nó tương tự giống như phần mềm Photoshop. Chờ thì nhắc lại thôi, chẳng hạn như A4 bạn tích vào đây thì nó sẽ thay đổi thông số A5 hay là phim video 1920x1080. Nhưng mà trên cái phần mềm Illust thì nó sẽ có hai trường hợp cơ bản nhất sử dụng trên cái phiên bản thiết kế của thị trường Việt Nam, đó là in ấn và tạo ra những cái sản phẩm truyền thông. Ở đây có rất nhiều, bạn hãy chọn vào phần view A4, A6, B5, B3 vân vân. Website, toàn bộ tất cả tạo ra những cái sản phẩm truyền thông online. Facebook, Zalo hiển thị trên bảng điện tử. Ngoài ra bạn chọn những cái thông số có sẵn, mình sẽ chọn những cái thông số ngoài cái việc sử dụng của mình. Chẳng hạn như tạo ra cái kích thước quảng cáo Facebook là 900x603 pixel chẳng hạn. Thì cái đầu tiên bạn hãy thực hiện được bằng cách là thay đổi toàn bộ tất cả hệ thống trên cái bảng bên phải của mình. Cái đầu tiên là gì? Cái phần tên, đúng không? Có thể đặt tên theo bài tập hay là cái dự án của bạn, theo ngày tháng, vân vân. Và phần thứ hai, bạn thấy là cái thông số về kích thước cũng giống như trong phần mềm Photoshop, mình chỉ dùng ba cái đối tượng cơ bản thôi. Thứ nhất là pixel, tạo ra sản phẩm hiển thị trên màn hình. Zalo, Facebook, bảng điện tử, đèn LED, vân vân. Và thứ hai, tạo ra sản phẩm in ấn thực tế, mình sẽ dùng đối tượng là cm hoặc là mm. Còn những cái đơn vị khác bạn hoàn toàn có thể bỏ qua. Hay là mình có nói qua là trong trường bạn làm áo thun thì nó sẽ có đơn vị là in áo thun nha. Áo thun là cái trường hợp là thị trường của châu Âu thôi, còn thị trường Việt Nam thì cũng tương tự, chẳng chọn vào đơn vị cm là mm. Lưu ý phần này. Ví dụ mình sẽ chọn ra một cái khổ giấy A4, kích thước của nó là bao nhiêu nhỉ? 21 nhân cho 29.7 cm. Khổ giấy A4. Và cái thứ hai cũng tương tự, cái đối tượng khổ giấy của mình có thể chuyển từ khổ dọc sang khổ ngang nhanh nhất bằng cách là tích vào cái biểu tượng ở đây. Ở đây dọc và đây ngang. Đây dọc. Và tiếp theo cái phần upload mình gọi qua là tạo ra rất nhiều cái phiên bản khổ giấy trên một cái phiên bản thiết kế của bạn. Còn mặc định ban đầu thì mình có thể để cho nó một trước, còn sau này thiết kế đến cái phần logo hay là menu catalog thì mình sẽ có thể thay đổi cái phần upload này, tạo ra nhiều khổ giấy thiết kế trên một cái phiên bản thiết kế. Bởi vì cái phần mềm Illust bạn lưu ý nó sẽ có thể tạo ra những cái sản phẩm in ấn khổ giấy lớn, cho nên nó sẽ có cái phần đó là phần bleed, bạn ghi vào cho mình bleed, phần bù trừ xén, bù trừ xén. Tại sao nó sẽ có cái phần này? Bởi vì trong quá trình mình muốn là chẳng hạn như in ấn một cái card visit đi, kích thước của nó là 9x5.5. Thì trong quá trình bạn thấy này, card visit mình muốn in ấn ra, nó không phải có cái khổ giấy sẵn là 9x5.5 đâu, mà nó sẽ sắp xếp dàn toàn bộ tất cả đối tượng card visit đấy lên một cái khổ giấy A4 hoặc là A3, sau đó sẽ dùng máy cắt đối tượng đấy ra.
thì trong quá trình cắt nó không phải cắt một tờ mà cắt một cái đối tượng khối này, chẳng hạn như 100 tờ hay 50 tờ nó sẽ chồng lên nhau và nó cắt nha. Và trong quá trình cắt như thế bạn lưu ý nó có thể là không cắt chuẩn được nha, bởi vì có thể là lệch sang bên trái 0,1 mm hoặc là lệch sang bên phải 0,1 mm. Thì trong quá trình đấy mình hay bù trừ xén bằng cách là tăng cái khoảng độ của nó lên, chẳng hạn như đối tượng của mình sẽ tăng từ 0,1 cho đến 0,3 cm thôi. Bạn lưu ý phần này, bù trừ xén 0,1 cho đến 0,3 cm. Để trong quá trình mình cắt xén cái sản phẩm nhỏ mà nó sẽ không ghi vào cái phần chi tiết chính của mình. Bù trừ xén. Và phần tiếp theo, Color Mode, hệ màu. Thì đối với trường hợp phần mềm Photoshop, nó có thể là chỉnh sửa hình ảnh, thì nó có rất nhiều hệ màu khác nhau, RGB, CMYK, Grayscale, hay là hệ màu Lab Color chẳng hạn, vân vân. Nhưng mà đối với trường hợp phần mềm Illust, nó chuyên về thiết kế thì nó chỉ lọc lại cho bạn hai hệ màu cơ bản, đó là RGB và CMYK. RGB là màu hiển thị trên màn hình, còn CMYK tạo ra sản phẩm in ấn. Bạn lưu ý phân biệt giữa hai cái màu này nhé, bởi vì trong quá trình mình hòa trộn thì nó sẽ bị thay đổi khá là nhiều. RGB màu hiển thị màn hình, bảng điện tử, đèn LED tạo ra sản phẩm truyền thông online, và CMYK tạo ra sản phẩm in ấn. Bạn lưu ý phần này. Và tiếp theo đó là cái độ phân giải. Bạn còn nhớ cái phần mềm Photoshop nó sẽ chia theo mấy cái cấp độ phân giải nhỉ? 3 đúng không? Thứ nhất là trên cái thị trường Việt Nam nó có 3 đối tượng. Thứ nhất là Facebook, thứ hai là website và thứ ba là tạo ra sản phẩm in ấn. Đây là 3 cái thị trường lớn nhất khi mình có thể tạo ra sản phẩm để truyền thông được. Thì đối với phần mềm Photoshop, bạn lưu ý cái độ phân giải resolution ấy nó phải tự đánh 72, 150 và 300. Thì thực chất nó lấy trực tiếp từ cái phần mềm Illust mà ra. Bạn thấy chỗ đây, cái trường hợp này bạn có thể không tự đánh được nữa, thì bạn nó tự động mặc định cho bạn 72, tạo ra sản phẩm để có thể đăng lên website, để web của mình có thể chạy nhẹ nhất. 150, tạo ra sản phẩm truyền thông trên Facebook, Zalo. Và 300 để in ấn. Bạn lưu ý phần này. Nhưng trước mình nói qua là 72, 150 và 300 nó thực chất lấy trực tiếp từ phần mềm Illust sang chứ không phải tự nghĩ ra nha. Ví dụ mình đã tạo ra khổ giấy A4 để có thể in ra một cái sản phẩm tờ rơi nào đấy thì cái chọn cho mình cái độ phân giải đó là 300. Độ phân giải mà lưu phần này. Đây là những cái thông số cơ bản nhất, tương tự như trong phần mềm Photoshop để tạo ra một cái khổ giấy. Tích vào phần grid thì nó sẽ tạo ra một cái khổ giấy làm việc cho mình. Thì cơ bản nhìn trên cái phiên bản thiết kế hay là trên cái đối tượng làm việc của mình, nó tương tự như phần mềm Photoshop. Thứ nhất, bên trái của mình là toàn bộ tất cả hệ thống về thanh công cụ. Bên trên là thanh menu và bên phải của mình là toàn bộ tất cả hệ thống về chi tiết thanh cái công cụ đấy. Cũng như trong Photoshop thì chúng ta thấy là một số cái đối tượng, chẳng hạn như mình dùng máy công ty sau này hay là dùng máy đối tượng ở một cái nhân vật khác, thì có thể là những cái công cụ này có thể là bị mất đi trong quá trình mình làm việc. Hay là chẳng hạn như trong quá trình sử dụng máy nhà trường, một số anh chị em khá ổn rồi có thể tắt đi những cái công cụ để mình có thể màn hình làm việc được rộng nhất. Thì làm cái phương án nào để mình lấy lại toàn bộ tất cả hệ thống về thanh công cụ, bạn ghi lại cho mình đó là lấy lại giao diện làm việc của phần mềm. Cách lấy lại giao diện làm việc của phần mềm. Cũng tương tự như trong phần mềm Photoshop, mình sẽ chọn vào phần đối tượng trên cùng góc bên phải hình. Tùy thuộc vào từng phiên bản, giống như trong Photoshop mình nói qua, thứ nhất là nó sẽ có cái phần là Classic hoặc cái đối tượng thường. Hiện tại mình đang sử dụng 2018 thì nó sẽ có cái phần Classic ở đây. Chọn vào phần Reset. Chọn vào phần Reset thì tự động nó sẽ lấy lại toàn bộ tất cả những cái thanh thuộc tính công cụ cơ bản nhất trong quá trình mình làm việc. Ngoài ra thì chẳng hạn như mình muốn sử dụng công cụ nào có thể lấy trực tiếp trong phần Windows, chọn ở đây. Đương nhiên thì nó rất lâu, bởi vì trong quá trình chẳng hạn như sau này bạn đi thử việc chẳng hạn.
Người tuyển dụng có thể cho bạn cái bài toán là thiết kế một cái banner quảng cáo. Đương nhiên thì trong quá trình như đấy thì có thể là sử dụng máy công ty, bởi vì mình không sử dụng máy cá nhân nữa. Chẳng hạn như tắt hết công cụ đi mà mình chọn vào Windows và tìm đến những công cụ mình cần thiết thì nó rất là mất thời gian. Thì mình sẽ dùng phương án là lấy lại những cái công cụ cơ bản nhất trên cái màn hình thiết kế. Đương nhiên thì có rất nhiều cái phương án khác, chẳng hạn như Painting, Print thì nó sẽ loại bỏ bớt một số cái công cụ, thì trong trường hợp mình không nên. Bởi vì mình muốn là hiển thị đầy đủ nhất toàn bộ tất cả hệ thống công cụ để mình có thể xử lý liên quan phần thiết kế, cái chọn phần reset. Khi mà reset xong thì sao? Ví dụ như màn hình bạn đấy này, cái đối tượng về thanh công cụ phía bên phải nó bị che mất một cái khoảng trên cái khổ giấy. Mình muốn cho màn hình làm việc nó được rộng nhất thì có thể tích thẳng bỏ biểu tượng mũi tên ở đây, cái cho nó nhỏ lại. Và thứ hai có thể giữ chuột trái và kéo ra để nhìn tên cái công cụ đấy là gì không? Ok, đây kéo ra. Thứ nhất là có biểu tượng, và thứ hai là có tên. Nhưng mà trong trường chẳng hạn như bạn chỉ cần muốn là nhìn biểu tượng thôi, bạn hãy kéo nó vào để màn hình của mình làm việc nó được rộng nhất. Bạn lưu phần này. Thì có rất nhiều cái phương án khác nhau. Và thứ hai nữa, chẳng hạn như vô tình ấn một cái phím tắt nào đấy và nó bị mất hết toàn bộ tất cả công cụ và nó không còn cái chi tiết phía trên thì mình sử dụng phương án nào? Ok, ví dụ như ở đây chẳng hạn. Bạn đây này, không có cái vị trí phía trên để mình có thể ấn được nữa. Nó chỉ còn là cái màn hình làm việc trống thôi. Thì ở đây mình có hai cái công cụ phím tắt giống như trong phần mềm Photoshop. Thứ nhất là Tab. Tab để ấn toàn bộ tất cả công cụ đi. Ấn Tab lần thứ hai hiển thị. Ấn phím tab. Ấn phím tab trên bàn phím để ẩn hiện thanh công cụ. Và công cụ tiếp theo đó là phím tắt F. F lần thứ nhất thì bạn thấy là màn hình của mình sẽ rộng hơn. Và F lần thứ hai toàn bộ tất cả đối tượng chỉ còn lại cái khổ giấy làm việc của mình mà thôi. Và F lần thứ ba để quay lại màn hình giao diện ban đầu. Bạn lưu ý phần này, Tab và F. Tab và F. Được chưa? Cái đầu tiên sẽ làm việc với toàn bộ tất cả hệ thống đối tượng trong cái phần khổ giấy. Và để làm việc đối tượng khổ giấy thì bạn thấy này, nếu mà tạo ra đối tượng khổ giấy nó bị to hơn so với cái phiên bản gốc của nó, mình sẽ thực hiện như nào? Ok, bạn đi vào cách phóng to thu nhỏ khổ giấy bằng cách là Ctrl cộng và Ctrl trừ giống như Photoshop. Ctrl cộng phóng to, Ctrl trừ thu nhỏ. Và Ctrl 0 trở về khổ giấy mặc định trên màn hình. Ctrl cộng phóng to, Ctrl trừ thu nhỏ. Ctrl 0 trở về mặc định khổ giấy giữa màn hình. Và phương án thứ hai, bạn còn nhớ cái phím tắt nào để mình có thể phóng to thu nhỏ khổ giấy nữa không nhỉ? Photoshop. Ctrl phím cách đúng không? Ctrl phím cách tích vào đây phóng to, tích vào đây phóng to. Đó là Ctrl phím cách, giữ chuột trái kéo sang trái hoặc là sang phải phóng to thu nhỏ. Ctrl phím cách kéo sang trái, kéo sang phải bạn thấy là phóng to thu nhỏ đối tượng của vậy. Hoặc là Ctrl phím cách cộng thêm Alt để thu nhỏ. Ctrl phím cách cộng thêm Alt thu nhỏ. Thì trong trường phần mềm virus mình sẽ quản lý tốt hơn bằng cách là Ctrl phím cách giữ chuột trái phóng sang phải để kéo to và kéo sang trái để thu nhỏ khổ giấy của mình trong quá trình mình làm việc. Và giữ thêm phím cách để dịch chuyển đối tượng khổ giấy đến vị trí bạn muốn đặt. Giữ phím cách dịch chuyển khổ giấy đến vị trí bạn muốn đặt. Chẳng hạn trong quá trình mình thiết kế có một số cái vị trí họa tiết nó khá là bé, nó nằm ở phần góc này. Giờ mình muốn phóng to lên nó phải giữ thêm phím cách cộng an kéo giữ chuột trái kéo sang bên phải, bạn thấy nó sẽ phóng to thôi. Và ngược lại kéo sang trái, kéo sang trái. Kéo sang trái. Bạn lưu ý phần này. Thì những cái phím tắt này bạn thấy là nó khá quen thuộc bởi vì mình sử dụng trực tiếp trong cái phần mềm Photoshop rồi. Thì như lúc nãy mình còn nói qua là trong quá trình thiết kế một cái đối tượng bố cục bất kỳ hay sau này thiết kế đối tượng liên quan phần logo thì màu sắc mình phải nghiên cứu liên quan đến ngành nghề. Chẳng hạn logo về đồ ăn, tại sao nó dùng màu đỏ màu vàng? Chọn những cái màu nóng, những cái màu tông nóng.
hay là bất động sản nó hay sử dụng màu xanh dương hay màu xanh lá hay sao. Thì trong quá trình đấy thì bạn cũng nên nghiên cứu trên cái thị trường hiện nay màu nào đang phổ biến với trường hợp bạn đang sử dụng ngành nghề đấy. Và cái đầu tiên mình sẽ làm việc với cái phần mềm bạn có thể ghi vào cho mình, đó là cách nghiên cứu về màu sắc của ngành nghề. Cách nghiên cứu màu sắc của ngành nghề. Thì cái này bạn lưu ý mình phải nên tham khảo trên mạng rất nhiều. Về chủ đề chẳng hạn như mình liên quan phần là thiết kế một đối tượng logo về chẳng hạn như son môi đi, hay là mỹ phẩm, spa. Có thể chọn những cái thương hiệu nổi tiếng có sẵn trên cái thị trường hiện nay để xem màu sắc nó đang sử dụng là màu gì. Mình có thể đưa vào để thiết kế bắt chước màu sắc không? Thì trong trường hợp đấy thì mình có thể là mở trực tiếp một cái tấm ảnh trên cái phiên bản thiết kế và làm cái phương án nào để có thể mở một cái tấm ảnh đưa trực tiếp vào đây. Bạn ghi vào trực tiếp cái đầu tiên cho mình, đó là cách đưa hình ảnh vào file thiết kế. Cách đưa hình ảnh vào file thiết kế. Chọn vào file, chọn vào phần plate, shift control P. Đưa hình ảnh vào file thiết kế. Ok, chip Ctrl P hoặc là Ctrl Shift P. Ok, chọn vào đây. Mình chọn đến một cái hình ảnh nào đấy, ví dụ chọn vào làm việc, chọn đến phần thư viện ảnh. Trong phần thư viện ảnh mình chọn một cái hình ảnh bất kỳ, chẳng hạn bạn muốn đang sử dụng cái đối tượng nội dung về ngành nghề nào, mình sẽ chọn hình ảnh liên quan phần ngành nghề đấy. Ví dụ mình có hình ảnh như sau. Bước tiếp theo của đây này, khi mà vào đây thì nó sẽ có một hiện tượng là di chuyển đến đâu thì hình ảnh của mình muốn đưa vào thì nó sẽ đi theo con chuột đến đấy. Và để chủ động kích thước nó nằm ở vị trí nào thì bạn giữ chuột trái và kéo thả đối tượng đấy. Chuột ra thì bạn thấy dứt lệnh nó nằm đúng vị trí bạn muốn chọn. Làm lại nhá, Ctrl Shift P, chọn đúng hình ảnh. Nếu bạn click chuột trực tiếp thì bạn sẽ thấy là nó sẽ tạo ra kích thước đúng tỷ lệ 1:1 với cái ảnh gốc của nó ban đầu. Thì như này bạn sẽ mất công là thu nhỏ cái đối tượng hình lại. Cho nên để chủ động cái kích thước và vị trí của nó thì mình sẽ dùng trường hợp là Ctrl Shift P, chọn hình ảnh, giữ chuột trái và kéo đối tượng này ra. Giờ không cần giữ zip, bạn thấy nó sẽ phóng to thu nhỏ theo định dạng tỷ lệ 1:1. Bạn lưu ý phần này, giữ chuột trái được chưa? Khi mà xong rồi thì mình sẽ xử lý đối tượng, chẳng hạn như bạn thấy là trong trường hợp nó có những cái phần màu sắc như sau. Thì trong một cái phiên bản thiết kế một đối tượng bất kỳ, thứ nhất là nghiên cứu về màu sắc và thứ hai nó phải có theo từng cái sắc độ, ví dụ phóng to lên, Ctrl phím cách, giữ chuột trái kéo sang phải. Chẳng hạn bạn thấy là trong trường hợp nó có một cái giải màu như sau. Đậm ở trung gian có sáng. Tương tự ở đây, đậm, trung gian và sáng thì màu sắc của mình nó sẽ tốt hơn. Và khi mà có một cái phiên bản thiết kế, chẳng hạn bạn chọn cái đối tượng logo thì mình dùng cái phương án nào để lấy màu trực tiếp được cái đối tượng đấy để đưa trực tiếp vào cái phiên bản thiết kế của bạn. Bởi vì lưu ý cái định dạng hình ảnh thì nó sẽ không thay đổi được màu sắc trên phần 70 nút. Thì bạn ghi vào là cách lấy màu trực tiếp từ hình ảnh. Ghi vào hình ảnh có thể là logo hay là một cái file thiết kế nào đấy. Cách lấy màu từ hình ảnh. Sử dụng công cụ bút y ngắn giống như Photoshop để chỉ vào màu. Sử dụng công cụ bút y ngắn. Y ngắn này nó cũng tương tự giống như trong phần mềm Photoshop, nó sẽ có tác dụng là chọn màu. Tích thẳng chuột trái vào màu bạn muốn chọn thì trên cái thanh thuộc tính màu bạn thấy nó sẽ nhận màu. Ví dụ màu đỏ đậm. Trung gian. Chọn màu sáng. Cũng tương tự màu xanh, trung gian và sáng vân vân. Bạn sẽ chọn cho mình theo cái sắc độ của màu. Nhưng mà khi mà chọn được màu xong thì mình có thể lưu trực tiếp màu
vào trong cái đối tượng phần mềm được không? Bạn ghi tiếp vào là cách lưu màu. Bước đầu tiên chọn màu sắc bạn muốn lưu. Bước thứ hai mở bảng swatch lên. Chọn vào Windows, chọn đến bảng swatch. Bước thứ hai chọn Windows, chọn đến bảng swatch. Ok, tích vào đây thì bạn thấy nó hiển thị cho mình cái bảng swatch bên hại. Và thứ hai nữa, trong quá trình mình nhìn quen cái biểu tượng của nó rồi thì bạn thấy bảng swatch của mình sẽ có cái biểu tượng là bảng màu ở đây. Hoặc là bạn kéo trực tiếp cái phần này ra thì nó sẽ có cái phần tên cho bạn để thực hiện tích thẳng chuột trái trực tiếp thì nó hiển thị cho mình cái bảng màu. Được chưa? Bảng swatch. Ok, sử dụng in ngắn chẳng hạn mình sẽ chọn theo từng ba cái tông độ sắc độ, đó là màu xanh đậm, ở màu trung gian và màu sáng đây. Khi mà chọn được màu sử dụng công cụ in ngắn và thấy đối tượng màu mình đã nhận trên cái màu đối tượng đây bên thanh công cụ. Bước tiếp theo mở bảng swatch ra và tích thẳng trực tiếp vào phần new swatch. Và tích thẳng trực tiếp vào phần new swatch để lưu màu lại. Tích thẳng vào phần new swatch để lưu màu. Ok, tích vào đây. Bạn có thể đổi tên nhưng mà trong trường hợp bạn thấy là trong cái bảng swatch của mình nó không cần hiển thị phần tên thì bạn có thể ok trực tiếp đối tượng. Cũng tương tự chọn đến màu trung gian. Chọn vào phần new và ok. Chọn cho mình một cái màu sáng. Chỉ chẳng trực tiếp đây vào đây, chọn vào phần new thì bạn thấy trong cái trường hợp này nó đã lưu cho mình có 3 đối tượng điểm màu. Màu đậm, màu trung gian và màu sáng. Nhưng mà 3 điểm màu khi bạn vừa tên mà thấy nó sẽ khác biệt so với những cái màu khác là nó sẽ có một cái điểm màu trắng. Điểm trắng đây. Tạo ra từ những cái màu mới bạn đã thực hiện rồi. Và cũng tương tự bạn sẽ chọn cho mình những cái màu khác và chọn vào đây lưu màu, chọn vào đây lưu màu và chọn vào đây lưu màu. Nhưng mà trong trường hợp tiếp theo, ví dụ bạn tạo ra một cái khổ giấy mới Controller. Bởi vì mình có thể thực hiện cái đối tượng màu này nhiều trên nhiều cái phiên bản khác nhau, chẳng hạn như bên này là card visit, bên này là poster, bên này là standy, bên này là banner truyền thông. Chẳng hạn như card visit của nó là kích thước 9 x 5.5 cm. Nhưng mà này, sang cái phiên bản thứ hai thì trên cái màu đối tượng bảng swatch nó không còn 3 màu mình đã thực hiện rồi. Thì để làm cái phương án nào để mình có thể lưu lại 3 cái màu mà toàn bộ tất cả hệ thống khổ giấy mới mình đều thực hiện được đối tượng 3 cái màu đấy. Bạn đi tiếp vào cho mình là cách lưu màu vào máy. Cách lưu màu vào máy. Được chưa? Trong bảng swatch bạn tích vào cái phần 3 dấu gạch phía trên. Trong bảng swatch tích vào phần 3 dấu gạch phía trên. Ở phần này mình sẽ chọn xuống phía dưới cùng thì nó sẽ có hai phần lưu, bạn hãy chọn cho mình một trong hai cái trường hợp này. Chọn vào phần save swatch library, lưu cái phần thư viện màu lại. Lưu màu lại. Save swatch library. Ok, khi mà tích vào đây thì nó sẽ ra cái gì? Tích thẳng trực tiếp vào đây, bạn thấy là chọn đến cái phần desktop, mình sẽ lưu trực tiếp vào đây, bạn sẽ chọn cho mình cái màu chẳng hạn như màu logo chẳng hạn. Hôm sau mình sẽ liên quan đến phần là thiết kế đối tượng logo theo 3 sắc độ đậm, trung gian và sáng này và save nó lại. Được chưa? Ok, tiếp theo sang với phiên bản đối tượng bên này, nhưng bạn thấy nó vẫn chưa có trên cái bảng swatch của mình. Thì làm cái phương án nào để mình có thể là mở lại cái bảng màu ấy? Bạn ghi tiếp vào là lấy lại hay là mở bảng màu mình đã lưu. Cách mở đối tượng bảng màu đã lưu. Cũng tương tự chọn vào bảng swatch. Bước tiếp theo chọn vào phần 3 dấu gạch. Chọn đến phần open swatch library.
chọn đến phần Other. Mở bảng màu đã lưu. Open Swatch và chọn đến phần Azure Library. Ở trong phần Azure Library mình sẽ chọn đến cái phần đối tượng mình đã lưu ở phần desktop. Chọn đến phần desktop và chọn đến cái phần màu. Ở đây, màu logo đối tượng này. Thì nó sẽ có biểu tượng đối tượng này. Ok, open nó lên thì bạn thấy nó sẽ mở ra một, cho mình một cái đối tượng bảng màu mới mà nó sẽ có 3 cái đối tượng màu mình đã xử lý rồi. Yeah, đây có thể thiết kế trong quá trình đối tượng logo là theo cái sắc độ màu, màu ngoài. Đấy, bạn lưu ý. Và trong trường tiếp theo, ví dụ như mình muốn mở một cái hình ảnh lên cái phiên bản thiết kế thì sao? Okay, Control O. Chọn một cái hình ảnh bất kỳ. Thì lưu ý này, thì bạn thấy khi mà Control O trực tiếp ấy, Control trừ thu nhỏ lại. Đối với trường hợp phần mềm Illustrator thì bạn lưu ý khi mà mở trực tiếp Control O một cái tấm ảnh bất kỳ thì trên cái bảng màu của mình nó sẽ không còn lại những cái màu mẫu nữa. Nó sẽ bị mất hết toàn bộ tất cả hệ thống về màu. Cho nên đối với trường hợp phần mềm Illustrator bạn lưu ý không nên Control O trực tiếp hình ảnh lên phần mềm mà plate trực tiếp vào file thiết kế thì nó giữ nguyên lại toàn bộ tất cả hệ thống về màu gốc trong bảng Swatch. Control Shift P chứ không Control O hình ảnh nữa. Bạn lưu ý phần này. Cái này bỏ qua. Bởi vì trong quá trình thiết kế nếu mà mất những cái đối tượng dạng màu gốc này thì nó rất khó trong quá trình mình chọn những cái sắc độ màu. Bởi vì mới ban đầu mình thiết kế nó khá là yếu về cái sắc độ màu. Giờ đậm trung gian và sáng mình chọn khá là khó khăn cho nên là lưu ý không nên mở Control O trực tiếp một cái tấm ảnh bất kỳ trên cái phần mềm Illustrator. Chà, tắt nó đi. Chà, bạn lưu ý này. Và cái việc tiếp theo thì trong quá trình mình có thể giữ thêm phím cách để di chuyển đến cái vị trí sao cho phù. Giữ thêm phím cách di chuyển phù. Thì mình có thể dùng cái con lăn chuột lên trên và lăn chuột xuống dưới để di chuyển lên trên hoặc là xuống dưới khổ giấy đối tượng của mình. Lăn chuột lên trên hoặc lăn chuột xuống dưới để di chuyển khổ giấy đến vị trí phù hợp. Và trong cái phần mềm Illustrator nó có một điều đặc biệt giống như trong đối tượng phần mềm Photoshop. Ví dụ, ok thu nhỏ lại đi. Di chuyển cái hình ảnh ra giữa khổ giấy. Di chuyển ảnh. Thì bạn thấy này, trong cái trường hợp nó sẽ có những cái đường căn chỉnh trước cho bạn giống như cái đường màu hồng ở đây, giống như Photoshop. Thì đối với cái phiên bản CC trở lên thì nó sẽ có những cái đường căn chỉnh Smart Guide. Giờ chọn vào View, chọn vào phần View, chọn vào phần Smart Guide, Control U thì bạn lưu ý toàn bộ tất cả hệ thống phần mềm từ phiên bản CC trở lên thì mình nên bật cái phần này. Control U, đường lưới căn chỉnh đối tượng. Control U, đường lưới căn chỉnh đối tượng. Thì cái này mình nên bật lên nhá. Bởi vì nếu mà không bật, ví dụ trong trường bạn thấy là di chuyển nó sẽ không có đường căn chỉnh, chẳng hạn để góc này. Nó có đúng góc hay không, bạn có thấy là nó rất khó khăn trong quá trình mình di chuyển đối tượng đến phần góc. Và di chuyển đến giữa khổ giấy thì sao? Mà xử lý nữa. Cho nên là chọn vào View, chọn vào phần Control U để bật đối tượng căn chỉnh lên. Smart Guide. Smart Guide, di chuyển. Thì muốn di chuyển được đối tượng thì bạn lưu ý mình sẽ sử dụng công cụ phím tắt V giống như trong phần mềm Photoshop. Ok, di chuyển sang trái, sang phải, lên trên, xuống dưới, phóng to, thu nhỏ bằng cách là giữ thêm Shift. Giữ Shift phóng to, giữ Shift thu nhỏ. Và cái tiếp theo nó sẽ làm việc với đối tượng màu. Thì trong quá trình thiết kế một cái phiên bản bố cục hay là logo bất kỳ thì lưu ý thứ nhất là mình nên đi theo sắc độ đậm trung gian và sáng. Và thứ hai mình nên sử dụng 3 màu trở xuống. Thì làm cái phương án nào, bởi vì trong quá trình mình thiết kế một cái đối tượng trên phần mềm Illustrator. Ví dụ như đây là cả visit. Đây là phong bì thư, đây là tiêu đề thư chẳng hạn. Thì mình sẽ thiết kế trực tiếp trên một cái khổ giấy được. Nhưng mà những toàn bộ tất cả hệ thống về thiết kế đấy bạn lưu ý nó phải cùng với sắc độ màu. Chẳng hạn một màu xanh đậm thì nó sẽ xử lý toàn bộ tất cả hệ thống đấy. Thì để làm cái phương án nào để mình có thể tạo ra những cái màu thương hiệu như thế, bạn ghi vào cho mình đó là cách tạo màu nhận diện.
cách mà tạo màu nhận diện. Với bạn thấy này, chẳng hạn như một cái công ty bất kỳ đi, nó sẽ theo cái màu sắc của logo, chẳng hạn như Antiplus, màu đại diện của nó là màu vàng và màu xanh. Chẳng hạn về đồng phục này, về thẻ tên, những cái sổ tay thì nó phải đồng màu với nhau. Thì bạn lưu ý toàn bộ tất cả hệ thống này. Nhưng mà trong trường tiếp theo, ví dụ như mới ban đầu mình làm quen với thiết kế đối tượng logo cho khách hàng, chẳng hạn như màu xanh khách hàng thấy chưa ok, có thể đậm hơn một tí nữa, thì toàn bộ tất cả những hệ thống liên quan và là cả visit, phong bì thư, thẻ tên thì màu xanh đấy nó phải thay đổi hết. Nếu mà nhiều cái phiên bản thiết kế khác nhau thì bạn thấy nó thay đổi rất là vất vả. Thì để làm cái phương án nào để mình thay đổi màu nhanh nhất thì mình sẽ có phương án, đó là tạo nên cái màu thương hiệu. Và để tạo được màu thương hiệu thì mình sẽ học đến cái công cụ đầu tiên là phím tắt M. Vẽ hình cơ bản. Nó không sử dụng vùng chọn giống như Photoshop này nhá. Nó tạo ra cái đối tượng dạng vector. Phím tắt M. Thì cái này nó sẽ thực hiện nào? Về giữ chuột trái và vẽ qua. Thì bạn thấy nó sẽ tạo ra một tín hiệu màu. Cái màu sắc này nó có thể thay đổi được không? Ok, tích vào màu vàng, tích vào màu xanh, tích vào đây. Thì bạn thấy toàn bộ tất cả hệ thống nó đều thay đổi. Ví dụ đây là một cái phiên bản thiết kế về cả visit. Cái tiếp theo, phím tắt M, giữ chuột trái và vẽ theo hình. Đây là cái poster chẳng hạn, chọn màu cũng tương tự màu đỏ. Tiếp theo là cái standy, chọn vào một cái màu khác đi. Poster, chọn vào tương tự màu. Và khi mà sử dụng xong toàn bộ tất cả hệ thống về thanh công cụ, mình phải trở về phím V để có thể di chuyển đối tượng đến vị trí sao cho phù hợp. Di chuyển. Thì đối tượng phần mềm Illust nó rất đơn giản, chọn đối tượng thì chỉ cần tích vào đối tượng đấy và di chuyển mà thôi, không như Photoshop mình làm việc với đối tượng dạng layer nữa. Nhưng mà trong trường tiếp theo, ví dụ đây là một số cái phiên bản thiết kế của mình đưa cho khách hàng xem, các visit, poster, standy, đối tượng là một số phiên bản thiết kế poster chẳng hạn. Nhưng mà khách hàng thấy là cái màu này nó hơi bị gắt quá trên phần nền, muốn thay đổi thì sao? Ví dụ đây có rất nhiều phiên bản khác nhau, ví dụ mình copy nha, cái này mình chưa học tính nó mới học đến, chẳng hạn đây có rất nhiều phiên bản một cái màu hồng. Thì mình muốn thay đổi, chẳng hạn khách hàng thấy là màu này nó sẽ ổn hơn, chẳng hạn màu đậm này. Thì bạn thấy tất cả những đối tượng khác nó phải thay đổi theo, thì bạn thấy trong trường này nó thay rất là vất vả. Cái tương tự cái này tích vào đây, giờ tích vào chẳng hạn màu này đi, cái này màu này. Giờ bạn thấy rất nhiều cái chi tiết khác nhau. Đây là một số chi tiết to mình có thể nhìn thấy trực tiếp trên màn hình được, nhưng chẳng hạn một số họa tiết trang trí nó nhỏ mình có thể bị bỏ qua, nhưng trong quá trình xuất file tạo ra cái sản phẩm in ấn rồi bị lỗi thì cái trường hợp này do mình chứ không phải là do khách hàng nữa. Thì để làm thế nào để tạo ra cái tín hiệu màu thương hiệu nhận diện? Bước đầu tiên bạn đi vào tạo ra cho mình những cái điểm màu. Bước đầu tiên tạo ra các điểm màu. Ví dụ trong trường hợp này mình sẽ chọn một cái màu nào đấy. Ok, 3 điểm màu đây, điểm màu từ 3. Bởi vì trên một cái phiên bản thiết kế mọi người lưu ý là nên có từ 3 sắc độ màu trở xuống thôi. Ví dụ chọn vào đối tượng, sử dụng công cụ Y ngắn, chọn màu. Như lúc nãy mình sẽ chọn cho nó một cái màu xanh đậm. Cũng tương tự với đối tượng thứ hai, trở về phím V để chọn được cái đối tượng đấy. Sử dụng Y ngắn, tích thẳng trực tiếp vào màu, chọn màu thứ hai. Trở về phím V, chọn đối tượng thứ ba, sử dụng Y ngắn và chọn cho nó cái màu sắc độ sáng hơn. Ok, ví dụ trong trường hợp này. Và trở về phím V. Thì bạn thấy trong trường mình đã tạo ra ba cái điểm màu khác nhau từ đậm, trung gian đến sáng. Thì trên toàn bộ tất cả hệ thống về cả visit, phong bì thư, tiêu đề thư thì nó chỉ dùng ba màu này là phổ biến mà thôi, bởi vì nó liên quan phần logo. Để làm thế nào để tạo ra tín hiệu? Bước tiếp theo bạn quét qua ba điểm màu. Bạn đi vào. Bước tiếp theo quét qua ba điểm màu. Chọn trong bảng swatch mình sẽ chọn đến cái phần là group color. Chọn đến biểu tượng group color này. Trong bảng swatch chọn đến phần group color. Ok, tích thẳng trực tiếp vào đây. Thì nó hiển thị cho bạn cái bảng, bạn sẽ chọn cho mình hai đối tượng, thứ nhất là select disk swatch và phần thứ hai chọn phần select artwork, ở đây chọn hai đối tượng. Convert và phần include.
trả static artwork và tích vào hai đối tượng phía dưới. Thì nó sẽ nhận cho mình một cái đối tượng group màu giống như cái đối tượng màu sẵn ở đây. Ok. Yeah. À, thì trong trường tiếp theo thì bạn lưu ý chẳng hạn như cái này xóa đi. À, để nguyên lại. À, cái này là card visit màu này. Cái này phòng bí thư bạn lưu ý mình chỉ sử dụng trong cái màu mình đã sử dụng trong cái đối tượng group thôi. Cái tích card đối tượng này. Cái này cũng tương tự chọn màu đậm. Cái này màu xanh, cái này màu đỏ, à, màu xanh này. Dạ, chỉ sử dụng trong ba cái nguyên bản được kia. Dạ, tạo ra những cái tin đó. Ok, cái này xóa đi. Dạ. À, nhưng mà trong trường tiếp theo mà cái màu này nó chưa được tốt lắm. Ngay càng muốn thay đổi thì mình sẽ thay đổi như nào? Tích thẳng, tích đúc trực tiếp vào cái đối tượng màu bạn muốn thay đổi. Dạ, tích đúc trực tiếp vào màu thay đổi. Thì bạn thấy nó hiển thị cho bạn những cái thanh thuộc tính màu đây. Bật preview để xem trực tiếp đối tượng. Yeah. Cái này có thể cho nó sáng hơn không? Ví dụ chọn tăng màu R. Yeah, hoặc là thay đổi sang màu khác, bạn có thể thấy là toàn bộ tất cả hệ thống nó đều thay đổi theo. Thì trong trường hợp mình sẽ thay đổi rất là nhanh, chẳng hạn như màu đỏ, thì nó sẽ chẳng hạn một số cái trường hợp bạn có thể thấy là từng cái thông số màu red, green và blue đây, à, thay đỏ, thay vàng, thay màu xanh vân vân, thì bạn thấy toàn bộ tất cả hệ thống đang sử dụng cái màu sắc đấy nó đều thay đổi theo. Thì nó sử dụng rất là nhanh. Yeah, đây là cách tạo ra cái màu nhận diện. Ok, thì bạn thấy nó sử dụng sang màu xanh cũng tương tự. Ở màu này thì sao? À, đẩy sang đây là thay đổi, bật preview lên xem, thấy đối tượng nó sẽ thay đổi theo trong trường hợp này. Okay. Và tương tự đối tượng vân vân. Yeah. Okay. Đấy, bạn thấy đối tượng mình thay màu sắc rất là nhanh mà nó phải đồng bộ với nhau. Yeah. Bạn cần lưu ý đối tượng này. Yeah. Đấy. À, và cái tiếp theo mình sẽ xử lý cái trường hợp chẳng hạn mình muốn là thêm một cái nguyên bản chẳng hạn như card widget nó có mặt trước mặt sau cùng kích thước với nhau, kích thước của nó là 9 x 5.5 chẳng hạn, thì làm cái phương án nào để mình copy thêm một cái phiên bản nữa. Bạn ghi vào cho mình là copy đối tượng, cách copy đối tượng. Thì trên Photoshop mình có bao nhiêu cách để có thể là nhân đôi phiên bản một cái đối tượng layer nhỉ? À, đúng không? Cái đầu tiên là Ctrl G nhân đôi. Phương án thứ hai, dự án đúng không? Dự án copy và Ctrl C, Ctrl V đúng không? Yeah. Thì đối với trường hợp phần mềm Illust thì nó sẽ sử dụng những cái phương án này. Cái đầu tiên bạn ghi vào, chọn vào đối tượng muốn copy. Chọn một đối tượng copy. Bước thứ hai, Ctrl C copy và Ctrl V dán copy đối tượng ra giữa màn hình làm việc. Ctrl C Ctrl V copy đối tượng ra giữa màn hình làm việc. Ra giữa màn hình làm việc. Ví dụ, ok, Ctrl C có đối tượng đi phóng to. Ctrl C Ctrl V bạn thấy nó sẽ ra giữa cái khuôn khổ màn hình làm việc của mình ở đây. Nếu mà copy cái này thì Ctrl C, Ctrl V bạn không thấy nữa bởi vì cái đối tượng nó nằm giữa màn hình rồi. Giờ lưu ý cái này, Ctrl C, Ctrl V copy đối tượng ra giữa màn hình làm việc. Nhưng mà trong trường hợp tiếp theo mình muốn là copy một cái đối tượng nằm ngay trên nó thì mình sẽ xử lý ra sao? Bạn đi vào, copy đối tượng lên trên. Copy đối tượng lên trên. Ctrl C, copy. Ctrl C copy. Bước tiếp theo chọn vào phần Ctrl F copy lên trên. Ctrl C Ctrl F copy lên trên đối tượng. Yeah, copy lên trên. Ok, tích vào đây bạn không thấy được bởi vì nó nằm ngay trên đối tượng gốc của mình, di chuyển phía ra. Yeah. Ctrl C, Ctrl F thay đổi màu sắc, bạn thấy nó sẽ có một cái màu chẳng hạn như màu đậm hơn. Dịch chuyển ra bạn thấy nó sẽ có một đối tượng màu sáng phía dưới. Giờ lưu ý Ctrl C, Ctrl F copy lên trên đối tượng. Và ngược lại mình muốn copy xuống dưới thì xử lý ra sao? Bạn đi vào Ctrl C, Ctrl B bỏ. Ctrl C, Ctrl B
copy xuống dưới đối tượng. Ctrl C, Ctrl B, copy đối tượng xuống dưới đối tượng. Ok, khi mà xong rồi bạn có thể thay đổi màu sắc, nhưng mà thấy trong trường mình sẽ chọn màu xanh nhỉ, nhưng mà nó không thay đổi bởi vì lưu ý nó đang nằm dưới. Ctrl C, Ctrl F, copy lên trên. Ctrl C, Ctrl B, copy xuống dưới. Bạn lưu ý vào này. Và một cái phương án nó giống hoàn toàn với trường hợp phần mềm Photoshop, giữ Alt kéo đối tượng ra. Giữ Alt kéo sang trái, giữ Alt kéo lên trên, giữ Alt kéo sang phải, vân vân. Giữ Alt copy đối tượng. Giữ Alt copy đối tượng. Thì mình sẽ có tất cả là mấy phương án để xử lý toàn bộ tất cả hệ thống về copy. Thứ nhất là Ctrl C, Ctrl V copy đối tượng ra giữa màn hình làm việc. Thứ hai, Ctrl C, Ctrl F copy lên trên. Ctrl C, Ctrl B copy xuống dưới và giữ Alt kéo dịch chuyển đối tượng ra copy. Lưu phần này. Được chưa? Và muốn lấy lại bước bạn vừa thực hiện thì bạn có thể Ctrl Z nhiều lần. Ctrl Z nhiều lần lấy lại các bước bạn vừa thực hiện. Ctrl Z nhiều lần. Lấy lại các bước bạn vừa thực hiện. Và ngược lại, bạn có thể dùng phím tắt là Ctrl Alt Z. Ctrl Shift Z. Ctrl Shift Z. Redo và undo. Ctrl Shift Z. Redo và undo. Trở lại bước bạn vừa thực hiện trước đấy. Đấy, bạn lưu ý phần này. Tiếp theo thì đối với trường hợp công cụ phím tắt V thì nó sẽ có cái tác dụng gì, có giống với trường hợp phần mềm Photoshop không, thì bạn hãy ghi vào tính năng của công cụ phím tắt V. Thì cơ bản thì nó hoàn toàn với trong cái phần mềm Photoshop, nhưng mà nó không thực hiện với đối tượng dạng layer thôi. Cái công cụ phím tắt V, cái tính năng đầu tiên đó là dứt lệnh công cụ khác. Ví dụ như đang vẽ hình, bạn muốn là dịch chuyển hình này phải trở về công cụ phím V để dịch chuyển đối tượng này. Tính năng đầu tiên dứt lệnh. Dứt lệnh đang thực hiện. Tính năng thứ hai là dịch chuyển đối tượng. Thì bạn thấy là trong quá trình mình dịch chuyển thì hoàn toàn có thể dịch chuyển đối tượng ra ngoài cái khổ giấy màu trắng và thực hiện trên vùng màu ghi. Dịch chuyển đối tượng. Và cái thứ ba, thay đổi kích thước của đối tượng đấy bằng cách là dịch chuyển đến những cái điểm chốt phía ngoài. Ok, kéo sang phải, kéo lên trên, xuống dưới, kéo sang trái, và có thể là theo tỷ lệ bằng cách là giữ shift kéo ở phần góc. Giữ shift, phóng to thu nhỏ đối tượng đồng dạng. Shift Alt, thu nhỏ đối tượng đồng dạng và đồng tâm. Thì bạn thấy trong trường nó hoàn toàn giống như Photoshop. Shift Alt, phóng to thu nhỏ đối tượng đồng dạng đồng tâm. Và bước tiếp theo, mình muốn chọn đối tượng để có thể xóa đi thì thực hiện như nào? Ok, bạn lưu ý muốn chọn vào đối tượng thì có thể tích trực tiếp vào một phần của đối tượng đấy là bạn đã chọn được. Delete hoặc backspace trực tiếp để xóa đối tượng. Còn cách thứ hai là chọn nhiều đối tượng để giữ chuột trái và kéo qua. Xóa. Giữ chuột trái kéo qua. Xóa đối tượng. Hoặc chọn tất cả Ctrl A và delete trực tiếp đi thì nó chỉ còn lại cái khổ giấy trên màn hình làm việc của mình mà thôi. Tích thẳng trực tiếp vào đối tượng hoặc là giữ chuột trái kéo qua đối tượng đấy để chọn được đối tượng. Và cái thứ hai nữa, đối tượng công cụ phím tắt V mình có thể dịch chuyển để xoay đối tượng đấy bằng cách là chọn đối tượng thì nó sẽ có những cái điểm chốt phía ngoài. Dịch chuyển đến vị trí điểm chốt, bạn thấy là đối tượng của mình sẽ thể xoay.
xoay. Và cũng tương tự Photoshop, muốn xoay theo góc độ của máy thì bạn giữ thêm phím shift, 45 độ, 90 độ, vân vân. Giữ shift xoay theo góc độ của máy. Và giữ shift quay 90 độ, giữ shift quay 45 độ, vân vân. Giờ đây là phần giữ shift xoay. Và tiếp theo, khi mà làm việc một cái đối tượng vector dạng bất kỳ, bạn lưu ý này, khi mà chọn vào đối tượng thì nó hiển thị toàn bộ tất cả hệ thống về màu sắc đối tượng đấy đang sử dụng. Bạn chọn vào đối tượng thì trên cái tranh thuộc tính công cụ bên trái của mình nó hiển thị cho mình hai đối tượng màu đây. Thì hai đối tượng là màu này nó có khác biệt gì cho với trường hợp phần mềm Photoshop? Thì Photoshop bạn lưu ý, đây là màu trên, còn đây là màu dưới. Mình đổ màu bằng phương án là ăn đen hoặc là Ctrl đen, nhưng mà nó thực hiện với trường hợp là vùng chọn. Còn đối với cái phần Illustrator, nó làm việc với đối tượng dạng vector thì hai màu này là màu gì? Bạn ghi vào tiếp cho mình là màu sắc của đối tượng. Màu sắc của đối tượng. Thứ nhất, màu trên là màu fill, là màu trong của đối tượng. Màu trên là màu fill, màu phía trong của đối tượng. Và màu phía dưới là sơn chốc, màu viền của đối tượng đấy. Phía dưới là viền sơn chốc của đối tượng đấy. Chà, bạn muốn thay đổi thì cách thứ nhất chọn vào bảng swatch, hoặc cách thứ hai là tích đúc trực tiếp vào đối tượng màu thì nó hiển thị cho bạn cái bảng màu này. Nếu ban đầu trong quá trình mình thiết kế, nếu mà đang yếu về sắc độ thì bạn sẽ chọn là phần Only Web Color, tích thẳng vào đây thì nó sẽ tự động chia theo phần sắc độ tự động trung gian cho đến sáng, ok, chẳng hạn như trong này. Ok, thì bạn thấy đối tượng của mình sẽ thay đổi màu. Tích đúc trực tiếp vào đây, chọn sắc độ màu phía bên phải. Bởi nhiên thì trong quá trình thiết kế thì sau này mình sử dụng chuyên nghiệp rồi, nếu mình sẽ không chọn được phần Only Web Color nữa, bỏ qua. Vì sắc độ màu nó tốt nhưng mà nó sẽ không chọn được nhiều màu. Để bỏ qua phần này. Chọn vào đây thay đổi màu. Và bước tiếp theo, mình muốn thêm phần nét cho nó thì sử dụng như nào? Cái tích thẳng trực tiếp vào phần nét. Theo bạn thấy phần nét của mình đã hiển thị phía trên. Tích đúc trực tiếp vào phần nét đấy để thay đổi màu sắc. Ví dụ như mình chọn cho nó một cái màu xanh. Thì đối tượng bạn thấy này, trên của mình là màu hồng, còn nét là màu xanh. Đương nhiên nét nó to hay là nhỏ thì mình sẽ thay đổi trạng thái trên thanh thuộc tính menu, tăng cái chóc lên, ok, tích thẳng đây. Bạn có thể nhìn thấy trên màn hình của mình, màu fill là màu hồng, còn màu chóc là màu xanh. Bước tiếp theo, mình muốn là thay đổi trực tiếp màu trong bảng swatch thì sao? Chẳng hạn như mình muốn là thay đổi màu hồng cho sang một cái màu khác nó tốt hơn. Ví dụ như chọn cho nó một cái màu hồng này. Nhưng mà trong trường hợp bạn thấy này, ok, tích thẳng trực tiếp vào đây nó không phải là thay đổi màu trong của đối tượng mà nó thay đổi màu chóc. Cho nên để quản lý đối tượng tốt hơn thì bạn lưu ý đối tượng màu nào đang ở phía trên thì nó sẽ thay đổi màu sắc đối tượng đấy. Ví dụ màu fill của mình đang ở trên, bạn chọn vào bảng swatch thì tích vào đây chọn màu xanh thì nó sẽ đổi màu trong. Trên bảng swatch bạn cũng cần lưu ý nó sẽ có hai đối tượng đây. Muốn chọn màu chóc thì bạn tích thẳng chuột vào màu chóc và thay đổi màu. Thay đổi màu. Sao nhỉ? Thì bạn thấy này, muốn thay đổi màu sắc nào thì bạn lưu ý mình sẽ chọn trực tiếp đối tượng hiển thị phía trên. Chẳng hạn màu fill phía trên bạn thấy là tích thẳng trực tiếp vào bảng swatch, mình sẽ thay đổi màu, chẳng hạn màu xanh thì nó sẽ thay đổi màu fill chứ không phải là chóc. Cũng tương tự, nhưng mà trong trường hợp bản thân là nếu mà tích vào đây thì nó rất là mất công, thì mình có thể sử dụng công cụ phím tắt nào để thay đổi vị trí của đối tượng màu fill và màu chóc được không? Bạn ghi vào cách đảo màu fill và màu chóc. Đổi màu. Đảo màu, ok, tích vào công cụ phím tắt là X. Phím X, bạn thấy này, mình muốn đảo màu nét phía trên, bạn ấn phím X thì màu của mình đã hiển thị phía trên. Và ngược lại, ấn phím X là tiếp theo X, đảo màu fill và màu đối tượng. X.
Dạ, x bản đồ văn này. À, có bạn nào dưới nhá. Và cái thứ hai, mục tiếp theo chẳng hạn như trong quá trình mình muốn đổi trực tiếp vào màu fill và màu thực tốc thì mình sẽ xử lý bằng phương án nào? Nếu bạn chọn trực tiếp vào đây, vào đây này, thứ nhất là mình có thể nhớ mã màu này. Đương nhiên cái này nó khá là khó, bởi vì không, bởi vì chỉ sử dụng một lần thôi thì mã màu này không nhớ được. Thì trong trường mình có thể copy cái trực tiếp Ctrl C mã màu của đối tượng và sang bên phần stroke mình sẽ thay đổi màu cho nó. Ok, và copy vào đây, Ctrl V. Giờ này nó nhận. Nhưng mà thấy trong trường hợp màu fill của mình đã biến mất thì không biết là mã màu trường hợp đó là cái gì. Dạ, yeah, ok, Ctrl Z lại thì mình có thể sử dụng cái công cụ tiếp theo. Chọn vào đối tượng. Ok. Shift X, đảo màu fill và màu stroke. Shift X. Dạ, Shift X đảo màu thì bạn thấy đối tượng của mình thay đổi. Shift X, đảo màu fill và màu stroke với nhau. Bởi vì một số cái trường hợp chẳng hạn như cái màu này nó không còn nữa thì bạn tích vào biểu tượng là none ở đây, bỏ màu đi. Chọn phần none. Hoặc là tích vào cái công cụ đó dấu xuộc, bạn sổ vào đây nó sẽ có biểu tượng dấu xuộc theo từ phải qua trái. Cái tích vào dấu xuộc, bỏ nét. Nhưng mà trong cái đối tượng vẽ ra là mình muốn là nó dạng viền cơ, stroke cơ. Ok, shift x lại thì bạn thấy nó sẽ thay đổi đối tượng. Stroke này có thể to hơn không? Ok, tích thẳng vào đây. Nó chỉ còn lại màu, màu stroke. Chào bạn lưu ý công cụ Shift X đảo màu fill và màu stroke viền. Và cái thứ hai là trong quá trình vẽ ra mình muốn là trở về màu gốc của phần mềm, đó là màu đen và màu trắng giống như Photoshop. Sử dụng công cụ phím tắt là D. Màu trắng nét đen, phím tắt D. Trở về màu gốc của phần mềm, phím tắt D. Lưu ý chọn vào đối tượng, xong nó sử dụng công cụ phím tắt D. Thì bạn lưu ý phần này. Có hai phương án để chọn màu. Thứ nhất là chọn vào cái đối tượng, điểm màu trên bảng thanh công cụ. Thứ hai là mở bảng swatch lên. Và cách thứ ba, bạn sẽ chọn trên cái thanh thuộc tính menu của mình. Đây là màu fill. Giờ chọn màu xanh chẳng hạn. Và đây là màu stroke. Chọn màu màu đỏ, tăng cái kích thước lên. Ok, thanh vào đây, bạn thấy đối tượng của mình là chọc Shift X đảo màu. Bạn đưa một số cái công cụ tính năng này để cái thực hiện trực tiếp trên đối tượng. Nếu chắc hơn là bạn muốn bỏ nét đi thì sử dụng như nào? Nếu bạn ấn dấu xuống trực tiếp trên bàn phím ấy thì bạn thấy nó sẽ là bỏ màu fill chứ không phải là màu nét. Bạn lưu ý muốn thực hiện trực tiếp được với đối tượng nét thì mình phải đưa nét lên trên, ấn phím phím X đưa nét lên trên và ấn phím chuột trên bàn phím để bạn xóa đi. Đưa nét lên trên X. Ấn phím X, đưa nét lên trên và ấn phím chuột trên bàn phím để xóa đi. Bạn cần lưu ý phần này. Và cái đối tượng khi mà toàn bộ tất cả hệ thống về công cụ phím tắt V thì mình có thể ứng dụng bằng cái việc gì? Bạn ghi vào tiếp cho mình, đó là ứng dụng công cụ phím tắt V để thiết kế cái phần background hay là bố cục. Thiết kế bố cục bằng công cụ phím V. Thì trong quá trình thiết kế một cái đối tượng bố cục cơ bản thì trên Photoshop mình học qua rồi. Thứ nhất là cái nền background mình có rất nhiều cái sắc độ khác nhau. Thứ nhất là trên nền bền, tức là nền một màu. Dạng thứ hai là gradient, giải chuyển sắc. Và dạng thứ ba là kết hợp với cái phần ảnh. Đây là ba cái chế độ mình có thể hoàn toàn xử lý trên cái đối tượng background nền của mình. Thì cơ bản nhất mình có thể thực hiện trên những cái phần nền bền, tức là nền một màu. Sử dụng công cụ M vẽ ra một đối tượng hình. Ví dụ đây. Thì đối với trường hợp một cái phiên bản bố cục thiết kế cơ bản thì bạn lưu ý nó phải đi theo sắc độ bầu, có sáng, có trung gian, có tối, có to, có vừa, có nhỏ. Ok, cái trường hợp này mình có thể chọn cho cái sắc độ màu, ví dụ như chọn màu đậm ở đây. Trở về phím V để dứt lệnh. Cái này có thể phóng to, chẳng hạn như trong trường hợp mình tạo ra một cái rao để làm banner về quảng cáo. Bước tiếp theo, copy
Ctrl C, Ctrl F là copy, copy lên trên. Dịch chuyển đối tượng sang bên trái cho nó một cái tỷ lệ 1/3 được không? Nó nằm ở vị trí này. Ở bên này mình sẽ chọn cho nó cái màu sáng hơn, ví dụ như trong. Cũng tương tự Ctrl C, Ctrl F đối tượng nhỏ và dịch chuyển sang bên trái để cho nó một cái màu sáng hơn. Yeah. Có to, có vừa, có nhỏ, yeah, có sáng, trung gian, tối. Thì bạn sẽ xây dựng cho mình những cái đối tượng bố cục cơ bản trước, xong rồi đưa toàn bộ tất cả hệ thống về hình ảnh, về logo, về nội dung vào. Cũng tương tự copy thêm một cái phiên bản nữa, dự án kéo đối tượng phần nền ra. Thì trong quá trình copy mình phải giữ thêm phím shift để đi theo định dạng đường thẳng hàng. Là dự án copy giữ shift đi theo đường thẳng hàng. Hai đối tượng này có thể quét qua, thì bạn thấy là khi mà quét qua toàn bộ tất cả hệ thống đối tượng thì nó sẽ nhận thu nhỏ lại được không? Ok, giữ shift. Cũng tương tự mình thực hiện với cái định dạng bố cục tiếp theo. Chọn vào đối tượng Ctrl C, Ctrl F, copy lên trên và dịch chuyển đến vị trí này. Cái này cũng tương tự, chọn cho nó cái màu sáng hơn được không? Yeah. Ctrl C, Ctrl F và dịch chuyển kéo đối tượng lên trên, chọn cho nó một cái màu sáng hơn. Yeah, theo sắc độ của đối tượng mà tạo ra những cái tín hiệu riêng. Hôm sau chẳng hạn mình sẽ đưa toàn bộ hệ thống logo đối tượng vào. Ở đây logo, ở đây là tên công ty, phía dưới là nội dung của card visit được không? Yeah, xây dựng toàn bộ tất cả hệ thống về bố cục cơ bản trước. Cũng tương tự có thể thay đổi cái vị trí bằng cách là giữ an, copy nền, giữ shift đi theo đường thẳng hàng, dịch chuyển đến đối tượng phía dưới. Cái này cũng tương tự. Chẳng hạn bạn lưu ý không giữ an, copy, dịch chuyển thì nó bị dịch chuyển cái đối tượng. Yeah. Giữ an, dịch chuyển thì nó bị mất một cái công là dịch chuyển lên đây và kéo đối tượng lên. Cho nên dùng cái phương án nhanh nhất, trở về phím V, chọn vào đối tượng Ctrl C, Ctrl F và dịch chuyển điểm lên trên. Tỷ lệ của nó là chẳng hạn như 1/3 đây. Chọn cho một cái màu sáng hơn. Yeah. Bước tiếp theo mình muốn là tạo cho nó một cái đối tượng tỷ lệ nhỏ ở vị trí phía dưới. Thì mình sẽ dùng trường hợp là chọn vào đối tượng nhỏ, Ctrl C, Ctrl B và kéo trực tiếp đối tượng đấy ở phía dưới. Đương nhiên nó bị trùng màu nhau cho nên nó không nhìn thấy được. Ok, đỡ cho một màu sáng hơn. Yeah. Ctrl C, Ctrl B copy đối tượng xuống phía dưới và dịch chuyển sang bên trái ở vị trí này cho một cái màu sáng hơn. Chờ có to, có vừa, có nhỏ. Thì bạn lưu ý phân biệt giữa hai đối tượng. Bạn muốn tạo ra một cái đối tượng nhỏ thì mình nên copy lên trên. Và ngược lại, muốn tạo ra đối tượng to hơn thì mình sẽ dịch chuyển đối tượng xuống phía dưới bằng cách là Ctrl B. Cũng tương tự giữ an, copy, giữ shift, copy thêm một cái phiên bản nền nữa. Cái trường hợp này mình sẽ xử lý bằng cái phương án nào? Ví dụ, Ctrl C, Ctrl F, copy lên trên để tạo ra một cái hình nhỏ hơn. Cho nó một cái màu sáng. Yeah. Bước tiếp theo mình muốn là tạo cho nó một cái hình to hơn và dịch chuyển ra phía ngoài. Ctrl C, Ctrl B, kéo điểm, chọn cho nó một cái màu khác. Giờ cũng tương tự Ctrl C, Ctrl B copy xuống dưới và dịch chuyển đến đây. Có sáng, có trung gian và tối, tạo ra những cái tín hiệu bố cục của mình đó. 1/3. Bên này là hình ảnh, bên này là nội dung, vân vân. Bạn lưu ý phần này. Được chưa? Và cái tiếp theo thì mà phân biệt giữa hai đối tượng Ctrl C, Ctrl B thì nó sẽ sử dụng cái phương án nào tốt nhất? Ví dụ, giữ an, copy, giữ shift đi theo đường thẳng hàng có đối tượng như sau. Tương tự Ctrl C, Ctrl F dịch chuyển sang bên trái. Nhà cái này để cho nó một màu sáng. Tiếp theo Ctrl C, Ctrl B dịch chuyển sang bên phải. Thì cái này ngoài cái việc là mình sẽ chọn theo từng sắc độ sáng, trung gian và tối đây thì giống như trong phần mềm Photoshop mình sẽ có phần là opacity, độ trong đục của đối tượng. Bạn ghi vào cho mình đó là opacity, độ trong đục của đối tượng. Thì nó sẽ nằm ở vị trí nào? Bước đầu tiên chọn vào đối tượng
Bước thứ hai, chọn vào Windows, chọn đến phần sổ xuống, Transparency, Control Shift F10. Và Control Transparency nó sẽ có biểu tượng là hai hình đường tròn lồng vào nhau. Thì trong giờ bạn thấy nó sẽ có cái phần opacity cho bạn ở đây. Cái này nó có cái điểm yếu hơn so với cái phần mềm Photoshop là mình không thể thực hiện đánh số trực tiếp trên bàn phím được. Chứ mà mình phải đưa vào đây và bôi đen 50% chẳng hạn. Enter. Thì bạn thấy. Chà, đi theo tốc độ. Nhưng mà để cho nó tốt nhất thì mình có thể kết hợp với cái phần đó là hòa trộn overlay và chọn cho nó một cái màu trắng. Cái này chọn màu trắng và có thể chọn nền cho mình một cái màu đậm hơn. Ví dụ, chọn trực tiếp vào đối tượng, tích đúc vào đây. Chọn cho nó cái màu đậm. Cũng tương tự, Ctrl C, Ctrl B, copy đối tượng phía dưới và dịch chuyển sang bên phải. Opacity, tích vào phần transparency đây, để cho nó là 30% theo sắc độ. Thì nó sẽ tự động chia theo cái phần màu phía dưới của đối tượng bạn. Ví dụ, cái này có thể là màu xanh được không? Thì bạn không cần nhất thiết thay đổi màu sắc đối tượng này nữa, chẳng hạn màu xanh đậm. Cái này tự chia. Bởi vì thứ nhất là mình đã chọn cái đối tượng liên quan phần màu trắng và kết hợp với phần hòa trộn overlay. Nhưng mà trong trường tiếp theo, cái đối tượng phía trên mình muốn thay đổi màu sắc, chẳng hạn như chọn cho nó một cái màu xanh thì cái này bạn phải thay đổi tiếp thì nó rất vất vả. Cho nên trường hợp kết hợp với phần hòa trộn opacity để tạo ra cái sắc độ màu cho nó. Cũng tương tự, chọn màu đỏ. Màu ghi, màu xanh đậm, vân vân, thì bạn thấy trong trường hợp nó sẽ tự chia theo sắc độ cho bạn. Để xử lý phần này. Bên này là hình ảnh, bên này là nội dung. Ok, cái này mình sẽ chọn cho một cái màu xanh dương đậm đấy. Trong trường hợp tiếp theo cũng tương tự, cái này mình sẽ để cho nó một cái màu nhạt hơn. Để cho hình ảnh chui vào. Dự án copy. Ok, Ctrl C, Ctrl F dịch chuyển sang bên trái. Cái này có thể chọn cho một cái màu nhạt hơn chẳng hạn. Một là đi theo sắc độ nếu bạn tốt, trường hợp thứ hai mình sẽ đi theo opacity và kết hợp với phần hòa trộn để tạo cho nó cái sắc độ màu tự động trung gian trường sáng. Cái này cũng tương tự, Ctrl C, Ctrl F dịch chuyển qua bên phía tay phải và để cho nó opacity là 50%. Cũng tương tự, Ctrl C, Ctrl F là copy lên trên, dịch chuyển sang bên phải và để cho nó là 30% sắc độ. Thì bạn thấy hai trường hợp nó có thể là hoàn toàn giống nhau. Nhưng mà trong trường hợp tiếp theo bạn lưu này, chẳng hạn như khách hàng muốn là thay đổi cái vị trí này nó hơi to một tí, mình muốn dịch chuyển sang bên trái được không? Nhưng mà trong trường hợp bạn đã copy Ctrl C, Ctrl F với cái đối tượng to hơn nằm phía ngoài. Nó đang nằm trên cho nên cái đối tượng phía dưới bạn muốn chọn được, bạn phải dịch chuyển đối tượng to. Chọn vào cái này và cái dịch chuyển vào thì bạn thấy đối tượng này nó triển khai nó rất vất vả. Cho nên mình sẽ quản lý đối tượng tốt hơn. Mới ban đầu thì lưu ý đối tượng to thì nó sẽ nằm dưới Ctrl C, Ctrl B. Còn đối tượng nhỏ bạn muốn copy thì mình Ctrl C và Ctrl F. Thì bên này bạn thấy không? Muốn di chuyển đúng không? Thì chọn đây. Đơn giản hơn rất nhiều. Để mình có thể quản lý toàn bộ tất cả hệ thống đối tượng tốt hơn. Đương nhiên thì nó vẫn có layer nhá. Chọn vào Windows, chọn vào phần là layer F7 ở đây. Đương nhiên thì bạn thấy này, đây là một layer. Nhưng mà nó chứa rất nhiều đối tượng khác nhau trong trường hợp này. Cho nên là cái bảng layer mình sẽ không thực hiện nữa, thì bạn có thể bỏ qua phần này. Để bạn lưu ý. Ok, bây giờ mọi người sẽ thực hiện cho mình một số cái tính chất vô cục như sau, để mình nghe hoàn thiện thêm cái đối tượng là copy lên trên hoặc là xuống dưới, tạo ra từ cái tính chất dạng đường thẳng. Ok, tiếp theo này. Thì trong quá trình bạn thấy là mình đã sử dụng cái trường hợp là opacity trực tiếp trên một cái đối tượng bất kỳ. Giờ thì tiếp theo mình có thể chọn những cái opacity trên một cái đối tượng khác bằng cách là chọn trực tiếp vào đối tượng đấy. Thì bạn lưu ý này, khi chọn vào đối tượng thì nó mới thực hiện trên cái đối tượng đấy mà thôi. Giờ nếu mà không chọn và tích ra ngoài thì nó sẽ không áp dụng trực tiếp vào cái đối tượng nào bạn đang chọn cả. Okay, ví dụ bạn chọn vào đây. Thì nó sẽ áp dụng, bạn muốn thay đổi màu opacity vân vân thì nó sẽ áp dụng trực tiếp trên cái đối tượng bạn đang chọn.
Và tiếp theo bạn thấy là trong trường hợp tích vào biểu tượng transparency, thứ nhất là opacity và thứ hai overlay. Ngoài cái việc bạn tích thẳng trực tiếp vào đây thì trên cái thanh thuộc tính menu của mình nó vẫn hiển thị cho bạn opacity. Ok, tích thẳng trực tiếp vào chữ opacity thì nó hiển cho bạn những cái thông số liên quan đến phần hòa trộn này, phần opacity. Giờ tích vào một cái đối tượng bất kỳ thì trên này nó hiển thị opacity, vân vân. Đây hai phương án mình có thể thay đổi cái sắc độ màu từ đậm đến nhạt cho nó. Opacity. Giờ lưu ý phải tích thẳng trực tiếp và thay đổi cái thông số chứ không sử dụng giống như Photoshop được. Nhưng mà cái phần mềm Illust có một cái điểm yếu là nó không có fill. Nhờ. À, bạn còn nhớ khi mà sử dụng hiệu ứng liên quan phần là ánh sáng đèn không? Nếu mà giảm fill thì nó sẽ màu nó sẽ trong và tươi hơn khi mà giảm đối tượng opacity. Nhưng mà Illust lưu ý nó chỉ có phần fill mà thôi. Chà. À, và cũng tương tự phần tiếp theo thì bạn thấy này, cái đối tượng là cổ giấy của mình hết rồi, mình hoàn toàn có thể kéo ra ngoài và thiết kế được đối tượng ngoài. À, cái đối tượng này thì sao, nhưng mà thấy cái phần nền màu ghi phía ngoài nó ảnh hưởng với đối tượng. Chẳng hạn như trong trường mình chọn một đối tượng là màu ghi để thiết kế đi thì nó ảnh hưởng rất nhiều, bạn thấy đối tượng này nó bị chen lấn với đối tượng ngoài. Thì làm cái phương án nào để thế để cái vùng màu trắng nó bao quát toàn bộ, bạn ghi vào Ctrl Shift H bao quát toàn bộ vùng màu trắng. Ctrl Shift H. Và đương nhiên cái khổ giấy Ctrl Shift H trở lại thì khổ giấy của mình vẫn ở đây nhá. Khi mà xuất ra file PDF mọi người lưu ý là những cái đối tượng nằm trong khổ giấy nó mới hiển thị, còn những đối tượng nằm ngoài thì nó không hiển thị trong khi mà mình xuất ra file PDF. Ctrl Shift H hiển thị ở dạng khung hình màu trắng. Nhờ để bạn có thể thiết kế dễ dàng hơn. Ví dụ những cái đối tượng ngoài nháp. Ở đây cũng tương tự, ở bước tiếp theo chẳng hạn như cái đối tượng này mình muốn lấy màu trực tiếp với đối tượng bên trên thì chọn vào đối tượng Y ngắn, chọn vào đây, bạn thấy nó sẽ lấy màu rất là nhanh. Và trở về phím V để rút lại. Bước tiếp theo, ví dụ như trong trường hợp mình có thể thiết kế một cái đối tượng menu cơ bản đi thì nó sẽ có những cái trang bìa mặt trước và trang bìa mặt sau, có thể là A4 theo chiều dọc, là kích thước này chẳng hạn. Đối với trường hợp này về sử dụng nhà hàng đồ ăn thì nó sẽ có màu đỏ tông nóng hay sử dụng phổ biến nhất, nó sử dụng màu đỏ này có thể đậm hơn không? Ok, tích thẳng trực tiếp vào đối tượng, tích đúc vào màu trên của đối tượng thay bên thanh công cụ cho một cái màu đậm hơn. Tiếp theo menu của mình có thể sử dụng rất đơn giản, chẳng hạn như Ctrl C, Ctrl F, copy lên trên, dịch chuyển điểm sang bên tay trái. Và cái điểm này mình cứ để cho nó một cái màu trắng và hòa trộn, tích vào đây, chọn hòa trộn, overlay. Giờ cộng với lớp ảnh dưới, nó hơi gắt đúng không? Ok, giảm opacity xuống tầm 50%, enter. Tiếp theo mình muốn copy ra một cái tín hiệu mới hay một cái đối tượng mới giống như đối tượng này. Giữ Alt copy, giữ Shift đi theo đường thẳng hàng. Giờ bạn tạo ra đối tượng thứ hai, nhả chuột ra. Nhưng mà tiếp theo giữ Alt copy giữ Shift đi theo thẳng hàng, bạn thấy nó sẽ đi theo cái kích thước có sẵn trước. Nhưng mà cái này bạn thấy là có copy ra rất là nhiều đối tượng khác nhau. Thì trên cái phần mềm Illust nó sẽ có một cái tính năng tiếp theo, bạn ghi vào cho mình là lặp lại bước vừa thực hiện trước đây. Lặp lại bước vừa thực hiện trước đây. Lặp lại bước vừa thực hiện trước đây. Thì mình vừa thực hiện cái bước đó là giữ Alt copy, giữ Shift đi theo đường thẳng hàng, copy và dịch chuyển. Bạn thấy là mình vừa thực hiện lệnh copy dịch chuyển. Để lặp lại lệnh copy dịch chuyển đấy, mình sử dụng công cụ phím tắt là Ctrl D. Thì bạn thấy nó sẽ copy và dịch chuyển đến những vị trí phía sau tiếp theo. Ctrl D. Ok, Ctrl Z lại. Bước đầu tiên này, thực hiện một lệnh giữ Alt copy giữ Shift đi theo đường thẳng hàng dịch chuyển sang bên phải. Thì cái lệnh này nó chỉ lặp lại được một bước phía trước bạn vừa thực hiện mà thôi. Ctrl D. Ctrl D nhiều lần thì bạn thấy nó sẽ thực hiện nhiều lần. Dự án copy Shift để sử dụng thẳng hàng và Ctrl D trực tiếp. Và tạo ra được cái tín hiệu như sau.
Cái này có thể là trở thành menu được không? Ví dụ mình sẽ vẽ thêm cho một cái khối hình phía trên chẳng hạn như trong trường hợp này. Ok. Đây chẳng hạn. À, cái này có thể là chọn cho nó một cái màu đỏ. Đỏ thẫm hơn. À, có thể cho logo vào được không? Ok, Ctrl Shift P. Chọn đến thư viên ảnh. Chọn đến phần food, đồ ăn. Trong phần này có một cái đối tượng logo đã tách nền rồi và để các vị trí này giữ chuột trái và kéo. Ở phía dưới có thể là địa chỉ, email, số điện thoại, menu vân vân. Các bước lặp lại các bước vừa thực hiện. À, và cũng tương tự theo chiều dọc mình sẽ thực hiện theo chiều ngang được không? Ctrl C, Ctrl F và tạo ra một cái đối tượng nhỏ phía trên. Cái này mình để cho nó cái sắc độ là màu sáng hơn hay là màu này thôi. Yeah. Giữ an, copy, giữ shift đi theo đường thẳng hàng. Ctrl D lặp lại lệnh. Yeah. Lặp lại lệnh rồi này. À, cũng tương tự cái này mình có thể thực hiện để làm cái gì, chẳng hạn như mình làm một cái chương trình đối tượng như sau. Ctrl C, Ctrl F, copy lên trên, cái dịch chuyển sang bên trái. Cái này có thể dịch chuyển sang bên phải, vị trí là 1/3 đối tượng này. Cái này có thể để cho nó một màu trắng được không? Opacity 50%. Và hòa trộn cho nó, overlay. Cũng tương tự Ctrl C, Ctrl F, kéo xuống dưới và dịch chuyển lên trên chẳng hạn. Thì đối tượng công cụ phím tắt y ngắn nó có cái rất hay. Chẳng hạn cái này mình sẽ chọn màu đỏ cho bạn thấy là có sự khác biệt nha. Ví dụ màu đỏ này mình muốn lấy màu sắc cùng với cái đối tượng ở đây, màu xanh này. Thực chất màu xanh là đối tượng màu trắng hòa trộn kết hợp với phần opacity. Chọn vào đối tượng sử dụng y ngắn chỉ thẳng trực tiếp vào đây thì đối tượng màu đỏ này nó lấy luôn cả màu sắc và hiệu ứng của đối tượng đấy. Kết thúc thẳng này. Opacity 50% và overlay thì nó sẽ rất là nhanh trong quá trình mình cài cả này. Cái này có thể thực hiện chẳng nên làm hộp quà hay là giấy gói hàng gì đấy. Bên này là logo, bên này là nội dung chẳng hạn. Và cũng tương tự một cái phiên bản tiếp theo, dự án copy phần nền. Ctrl C, Ctrl F, bạn muốn kéo với đối tượng phía trên, vì chuyển ra vị trí ở giữa trung gian thì mình có thể giữ thêm phím an. Và kéo đối tượng xuống. Giữ an kéo điểm chứ không phải là giữ an kéo đối tượng ra là copy đâu. Giữ an kéo điểm chốt này xuống dưới thì bạn thấy là nó sẽ đối nghịch đối tượng song song với nhau. Cái này cũng tương tự, có thể chọn vào phần overlay và để cho nó cái màu trắng được không? Chọn vào bảng swatch thì có màu trắng. Giảm opacity xuống thì ở đây 50% thôi. Cái này có thể giữ an kéo điểm chốt ra phía ngoài và xoay cho nó một cái góc độ khác được không? Cho nó nhỏ lại thì chọn vào đối tượng, Ctrl C, Ctrl F, copy lên trên và có thể xoay theo một góc độ trong trường hợp này. Để tạo ra tín hiệu là lồng hình lên nhau. Được chưa? Thì bạn lưu mình sẽ phân biệt giữa hai đối tượng Ctrl C, Ctrl F, copy lên trên và Ctrl C, Ctrl B copy đối tượng xuống phía dưới. Lưu ý phần này. Và để ứng dụng cho cái việc là chỉnh theo cái đối tượng cell sắc độ của opacity thì mình sẽ thêm một số cái định dạng nền nữa. Ví dụ an copy. Tạo ra những cái đối tượng dạng hình vuông. Với đối tượng muốn vẽ ra hình vuông thì mọi người lưu ý sử dụng công cụ phím tắt M. Đây là xem lại video nha. Tạo ra đối tượng hình vuông, lưu ý là giữ shift, giữ chuột trái và kéo. Bạn thấy tạo ra hình vuông. Còn ra vẽ hình tự do thì bạn có thể là vẽ đối tượng giữ chuột và kéo. Và cái thứ hai, khi mà vẽ, trong quá trình mình vẽ, mình có thể giữ thêm phím tắt để dịch chuyển đối tượng hình đến vị trí bạn muốn đặt. Vẫn giữ chuột. Nếu mà giữ lệnh thì nó sẽ nhả đối tượng và tạo ra đối tượng mới nhá. Giữ thêm phím tắt trong quá trình vẽ để dịch chuyển đối tượng hình, chẳng hạn mình sẽ để đây được không? Cái nhả phím cắt ra và phóng to đối tượng lên, giữ shift. Ví dụ
Cái này có thể để cho nó một màu trắng và kết hợp với hòa trộn overlay hay không, ví dụ. Có điểm tối, có điểm sáng. Bước tiếp theo, giữ an, copy, giữ shift đi theo đường thẳng hàng. Sẽ là một trên nào một vị trí này. Cái này opacity 80%. Giữ an, copy, giữ shift đi theo dạng đường 45 độ nằm vị trí này. Nó tự động căn chỉnh theo cái vùng dạng phần mềm. Và đương nhiên bạn thấy khi mà copy đối tượng thì nó sẽ copy luôn cả cái phần hòa trộn opacity của đối tượng đấy. Cũng tương tự giữ an, giữ shift, copy, cái này để cho nó là 60% xác độ thì sao? Giữ an, giữ shift và lặp lại lệnh Ctrl D. Cũng tương tự giữ an, copy sang bên tay phải, giữ shift đi theo đường thẳng hàng để cho nó là 40% xác độ. Giữ an, copy, giữ shift đi theo dạng 45 độ và Ctrl D lặp lại lệnh thì bạn thấy đối tượng của mình di chuyển rất là nhanh. Và cũng tương tự những cái đối tượng tiếp theo thì bạn thấy nó sẽ tạo ra phần xác độ tự động, trung gian và tối chuyển êm vào cái phần nền của mình. 20%. Giữ shift, giữ an, Ctrl D lặp lại lệnh. Bạn thấy đối tượng của mình. Nhưng mà phần tiếp theo chẳng hạn như mình muốn những cái ô đối tượng nhỏ, ô vuông nhỏ này muốn nhỏ hơn bởi vì mình muốn thêm một số cái đối tượng nữa thì đây nó đã bị kịch hết rồi. Thì làm cái phương án nào để chọn toàn bộ tất cả hệ thống hình ảnh ở đối tượng nằm chồng lên nhau này, bạn ghi vào cho mình là cách chọn đối tượng nhanh nhất. Cách chọn đối tượng nhanh nhất. Bước đầu tiên giữ chuột trái kéo qua toàn bộ đối tượng bạn muốn chọn. Nhưng mà khi kéo qua bạn đấy này, nó vô tình chọn luôn cả cái đối tượng phần nền phía dưới. Và để bỏ đi phần nền thì bạn giữ thêm xím ship tích thẳng vào nền để bỏ đối tượng nền đi, chỉ còn lại những đối tượng hình này mà thôi. Giữ ship và giữ ship chọn, giữ ship bỏ. Giữ ship. Cách thứ hai mình có thể chọn bằng phương án là chọn đối tượng 1, giữ ship chọn đối tượng 2, giữ ship chọn 3, chọn 4, giữ ship chọn 5. Thì bạn thấy trong trường hợp có rất nhiều đối tượng này, bạn chọn này nó rất vất vả. Cho nên mình dùng phương án là quét qua những đối tượng đấy và giữ ship bỏ nền đi. Giữ shift thu nhỏ lại. Giữ shift thu nhỏ lại, bạn tạo ra tín hiệu của mình. Có thể thêm những cái tín hiệu cho nó tốt hơn được không? Ok, giữ an, copy, giữ shift đi theo đường thẳng hàng. Cái này để cho nó là 10% xác độ. Và cũng tương tự. Giữ an, giữ shift, copy đi theo 45 độ và Ctrl D lặp lại này. Giữ shift cộng thêm đối tượng và giữ shift bỏ đối tượng. Giữ shift cộng, giữ shift bỏ. Giữ shift cộng và giữ shift bỏ. Đúng cái phần này. Được chưa? Ok, và tiếp theo trở lại với cái đối tượng bố cục ban đầu. Thì cái này mình có thể thực hiện được bằng những cái phương án nào? Ok, giữ an, copy, copy cả đối tượng. Lúc nãy mình chỉ copy đối tượng phần nền thôi. Nhưng bạn muốn copy nhiều đối tượng thì bạn sẽ quét qua toàn bộ đối tượng đấy để chọn. Giữ an, copy, giữ shift đi theo đường thẳng hàng. Bạn thấy copy luôn cả toàn bộ đối tượng mà mình đang chọn. Cái tiếp theo mình sẽ thiết kế một cái đối tượng cơ bản, chẳng hạn như liên quan phần là nội dung về đồ ăn hay là rượu gì đấy. Cái đầu tiên đi theo xác độ rồi. Ctrl C, Ctrl B theo một xác độ nữa. Copy xuống dưới, cái này cũng tương tự, ghi ngắn chọn vào đây, đúng không? Cái này chọn cho một cái màu sáng hơn. Bên này là nội dung. Ctrl Shift P chọn vào phần logo chẳng hạn. Nằm vị trí này. Phía dưới là nội dung được không?
À, cái tiếp theo là bên trái của mình là cái hình ảnh. Để đưa hình ảnh chui vào thì mình sẽ xử lý nào? Cái Ctrl Shift P chọn đến một cái hình ảnh nào đấy. Ví dụ như hình ảnh này. Để cho hình ảnh chui vào thì mình sẽ xử lý nào? Bạn ghi tiếp vào cho mình là cách cho hình ảnh chui vào khung. Bạn còn nhớ cái phương án trên cái phần mềm Photoshop mình sử dụng công cụ viền tắt nào nhỉ? Ctrl G đúng không? Nguyên tắc của nó là phải nó phải nằm trên đối tượng phần khung đấy. Nhưng mà thử xem trên Illustrator thì nó sẽ thực hiện như nào. Ok, bước đầu tiên Ctrl Shift P chọn hình ảnh. Bước đầu tiên Ctrl Shift P chọn hình ảnh. À, ví dụ mình chọn những hình ảnh này. Bước thứ hai, quét qua vị trí to hơn hoặc bằng cái phần khung bạn muốn cho chui vào. Bước thứ hai, kéo hình ảnh to hơn hoặc bằng phần khung bạn muốn cho chui vào. Ví dụ cái phần màu ghi màu sáng này, mình muốn cho hình ảnh chui vào. Kéo to hơn hoặc bằng phần khung đấy. Bước thứ hai, kéo hình ảnh to hơn hoặc bằng phần khung bạn muốn cho hình ảnh chui vào. Giờ bạn thấy nó to hơn rồi đúng không? Bước tiếp theo, cho hình ảnh xuống dưới cùng. Photoshop mình sử dụng công cụ phím tắt nào nhỉ? Ctrl Shift ngoặc vuông bên tay trái cho hình ảnh xuống dưới cùng. Thì công cụ cho lên trên hay cho xuống dưới thì nó hoàn toàn giống như Photoshop. Ctrl Shift ngoặc vuông bên tay trái cho xuống dưới cùng. Và ngược lại Ctrl Shift ngoặc vuông bên tay phải thì cho nó lên trên cùng. Ctrl ngoặc vuông bên tay trái xuống một đối tượng và Ctrl ngoặc vuông bên tay phải lên trên một đối tượng đối phần này. Để cho hình ảnh xuống dưới cùng mình giữ phím Ctrl Shift ngoặc vuông bên tay trái. Bước tiếp theo, chọn hình ảnh, giữ Shift chọn phần khung bạn muốn cho chui vào. Chọn hình ảnh, giữ Shift chọn khung bạn muốn cho chui vào. Chọn hình ảnh, giữ Shift chọn phần khung bạn muốn cho chui vào. Thì trong quá trình mình chọn thì không biết là nó chọn đúng hay chưa, thì bạn có thể dịch chuyển ra ngoài, bạn thấy này. Giờ dịch chuyển ra ngoài. Các bạn thấy chọn được hai đối tượng rồi. Ok, Ctrl Z lại. Chọn được hình ảnh, chọn được khung. Bước tiếp theo, chọn vào phần Object. Chọn vào phần Clipping Mask. Chọn vào phần Ctrl số 7. Ctrl 7 giống như Ctrl Alt G trong Photoshop. Clipping Mask. Cho hình ảnh chui vào khung. Thì lưu ý hình ảnh của mình nó phải nằm dưới khung. Ctrl số 7. Ok, tất cả ở đây thì bạn thấy những cái phần thừa của hình ảnh thì nó sẽ bị mất đi, chỉ hiển thị những cái đối tượng nằm trong phần khung mà thôi. Nhưng mà phần tiếp theo bạn thấy này. Ví dụ đi. Cái hình ảnh nó chưa hiển thị đầy đủ những cái thông tin của cái đối tượng hình ảnh đấy, cái phần khung này. Thì mình muốn là chỉnh sửa, chẳng hạn như mình có thể dịch chuyển đối tượng hình ảnh sang trái, lên trên, xuống dưới, hay là phóng to thu nhỏ được không? Bạn ghi vào tiếp cho mình là cách chỉnh sửa hình ảnh sau khi chui vào khung. Cách chỉnh sửa hình ảnh sau khi chui vào khung. Cách chỉnh sửa hình ảnh sau khi chui vào khung. Sử dụng phương án là tích đúc trực tiếp vào cái đối tượng hình ảnh đấy. Tích đúc vào. Thì bạn thấy này, những cái đối tượng phía ngoài, chẳng hạn như logo này, nó không hoạt động nữa. Bởi vì mình đang chui vào trong cái phần khung của hình ảnh. Di chuyển sang trái. Giữ Shift phóng to, giữ Shift thu nhỏ. Vậy. Để cái vị trí sao cho hợp. Đương nhiên bạn lưu ý là không để nhỏ hơn cái phần khung của mình nhá. Nó phải to hơn hoặc bằng phần khung. Ok, kéo sang trái.
Ok, giữ shift thu nhỏ lại. Lưu ý giữ shift bạn không nên kéo như này, kéo này hình ảnh của mình sẽ bị méo và thay đổi cái tỷ lệ gốc ban đầu của nó. Ok, Ctrl Z. Và tiếp theo để thoát lệnh, bạn tích đúc ra ngoài màn hình. Thoát lệnh, tích đúc ra ngoài màn hình. Thì bạn thấy đã dịch chuyển được cái đối tượng hình ảnh đến vị trí phù hợp rồi. Đấy, đây là chẳng hạn như đối tượng hình ảnh của mình. Cái tiếp theo, khi mà chẳng hạn bạn thấy là khi hình ảnh đối tượng của mình muốn thay thế cái đối tượng nội dung khác thì sao? Khi hình ảnh nó không phù hợp nữa. Thì để làm cái phương án nào thay thế cái đối tượng hình ảnh khác, bạn ghi vào cho mình là cách thay thế hình ảnh sau khi chui vào khung. Cách thay thế hình ảnh sau khi chui vào khung. Ví dụ chẳng hạn như khách hàng chốt cái bố cục này nhưng mà hình ảnh khác, khách hàng muốn thay đổi đi, không phải bánh nữa mà rượu chẳng hạn, về đồ ăn vân vân. Cái phương án đầu tiên, xóa trực tiếp đối tượng khung đây đi. Nhưng mà cái này khi mà xóa đi bạn thấy là nó rất là mất công để mình có thể vẽ lại cái đối tượng. Chẳng hạn đây là những cái hình cơ bản thôi, chẳng hạn đây là dạng đường thẳng. Như hôm sau dạng đường cong mình lại mất công vẽ lại thì nó rất khó khăn trong quá trình vẽ lại đối tượng bố cục. Giờ thì mình sẽ dùng cái phương án thứ hai, tích đúc trực tiếp để chọn đối tượng nằm trong khung. Tích đúc trực tiếp để chọn đối tượng hình ảnh nằm trong khung. Thì bạn thấy đối tượng của mình đã chui nhận trong khung rồi. Xóa cái này đi được không? Ok, bước thứ hai, delete trực tiếp đối tượng hình ảnh. Bước thứ ba, Ctrl Shift P một khi hình ảnh khác vào, ví dụ cà phê. Bước cuối cùng là kéo qua to hơn hoặc bằng cái phần khung đấy. Thì bạn thấy là hình ảnh của mình đã chui vào phía trong. Thoát lệnh bằng cách là tích đúc ra ngoài màn hình. Lưu ý là hình ảnh của mình phải to hơn hoặc bằng phần khung nha. Ok, bước cuối cùng tích đúc ra ngoài màn hình để thoát lệnh. Chờ lưu ý, tích đúc vào để chui vào khung và thay thế hình ảnh khác. Một cái phương án nữa, mình có thể cho hình ảnh chui ra ngoài không? Bạn nghĩ cách tiếp theo. Thay thế hình ảnh. Cho hình ảnh chui ra ngoài khung. Đầu tiên tích thẳng trực tiếp vào hình ảnh. Tích thẳng trực tiếp vào hình ảnh. Chọn vào phần Object, chọn vào phần Clipping Mask và chọn vào phần Re-Clip. Ctrl An 7 cho hình ảnh chui ra ngoài. An Ctrl 7 hoặc là Ctrl An 7. Ok. Tích thẳng vào đây, hình ảnh chui ra ngoài. Đương nhiên hình ảnh khi mà chui ra ngoài bạn thấy là những cái đối tượng nằm phía ngoài nó vẫn hiển thị. Cái này xóa đi được không? Ok, delete. Nhưng mà này, cái phần khung của mình nó không hiển thị. Thực chất nó là ở dạng là không viền và không nét. Bạn dịch chuyển đến đây, bạn thấy tích thẳng vào phần viền đấy thì nó sẽ nhận. Có viền. Phím D được không? Trở về màu đen và nét trắng. Thì Shift X đảo màu, bạn thấy là trong trường mình có một cái đối tượng màu đen, thế cho hình ảnh chui vào. Ở bước tiếp theo, Ctrl Shift P chọn một cái hình ảnh nào đấy. Ví dụ xuống. Ví dụ như hình ảnh này. Giữ chuột trái kéo qua to hơn hoặc bằng phần khung. Bước tiếp theo, Ctrl Shift ngọc vuông bên tay trái cho xuống dưới cùng. Giữ thêm Shift chọn phần khung. Bước tiếp theo chọn Object, thì bạn thấy là trong trường hợp này một số trường hợp mình sẽ bị quên, thì mình có thể dùng cái phương án thứ hai để cho hình ảnh chui vào khung. Sau khi chọn hình ảnh, giữ Shift chọn khung, chuột phải trực tiếp chọn vào phần Make Clip Image. Cách thứ hai cho hình ảnh chui vào khung. Chọn hình ảnh, chọn phần khung, chuột phải chọn vào Make Clip Image. Mất clip mắc. Thì cái phương án này nó nhanh hơn, mình không phải chọn vào trực tiếp cái đối tượng này luôn nữa.
Hoặc là sử dụng trực tiếp là phím tắt Ctrl 7. Nhưng mà đây là trong trường một số cái phím tắt là nó không hoạt động. Chẳng hạn như ấn Ctrl 7 nhưng nó không chui vào. Xem thử nó đúng chưa, chẳng hạn hình ảnh nằm dưới phần khung, đúng rồi. Nhưng mà tại sao nó không chui vào? Thì bạn lưu ý một số cái phiên bản trên máy tính của mình đang bật ở chế độ tiếng Việt thì nó sẽ không hoạt động được. Bạn muốn là sử dụng công cụ phím tắt, lưu ý chuyển về chế độ giảng tiếng Anh. Đây. Không phải Unique mà nó chế độ đối tượng ở đây nha. Tích thẳng trực tiếp vào đây và đổi về tiếng Anh thì chẳng hạn như Ctrl 7, thấy là đối tượng của mình sẽ thực hiện chui vào. Lưu ý, nếu sử dụng được phím tắt mình sẽ đổi sang chế độ tiếng Anh mới thực hiện được nhá. Nhưng bước tiếp theo chẳng hạn mình muốn để thay thế hình ảnh khác thì mình dùng phương án là chọn object, chọn ở đây, chọn ở đây thì cũng rất là vất vả. Thì mình hãy dùng cái phương án tiếp theo, chọn vào hình ảnh, chuột phải, chọn vào phần Reclip Image, cho hình ảnh chui ra ngoài. Sử dụng cái nào nhanh nhất thì mình sẽ làm thôi. Cho hình ảnh chui ra ngoài. Reclip Image thì nó sẽ nhanh hơn rất nhiều. Ok, bạn tích vào đây thì bạn thấy là hình ảnh của mình đã chui ra ngoài hoàn toàn. Có thể là kéo ra ngoài và xóa đi cái này để cho nó một cái màu khác. Phím D để đổi màu nhanh, bởi vì thực chất là cái này nó cũng không quan trọng. Bởi vì sau khi hình ảnh chui vào khung, cái này nó không còn nét, không còn viền nữa. Lại Ctrl Shift T. Ví dụ, chọn một cái chủ đề nào khác, như rượu. Ví dụ như cái hình này đi. Ok, giữ chuột trái và kéo to hơn hoặc bằng phần khung. Bước tiếp theo cho xuống dưới. Ctrl Shift một khung bên tay trái, giữ Shift chọn phần khung và chuột phải chọn phần Make Mark thì nó sẽ nhanh hơn rất nhiều. Tiếp vào đây. Ok, nhưng mà trong bước tiếp theo ở đây này, cái đối tượng khi mà cho hình ảnh khác vào, thứ nhất là cái màu sắc nó không phù hợp nữa. Thì cái đối tượng màu phía dưới này hoàn toàn có thể chọn màu theo hình ảnh bằng cách là chọn đối tượng, sử dụng công cụ Y ngắn, chọn chẳng hạn như màu xanh đậm ở đây. Giờ sử dụng Y ngắn, cái này phù hợp không, cái này như nào, cái này ra sao, bạn tích vào đây có thể chọn những màu đỏ. Ví dụ trong giờ mình sẽ chọn cho nó màu đỏ đậm, đỏ đô đây. Cách trở về phím V để cái này nó chuyển độ được tốt nhất ý, thì mình có thể thay đổi cho nó sang cái chế độ màu trắng. Ok, chọn 1, giữ Shift chọn 2 và thay đổi màu bằng cách là chọn vào bảng Swatch đổi màu nó. Đương nhiên màu trắng nó chưa tốt. Chọn vào phần Transparency hoặc tích thẳng trực tiếp vào phần chữ Opacity trên thành menu. Chọn vào đây, Overlay. Đương nhiên nó đang bị cùng sắc độ với nhau. Cái này có thể là để cho nó là 50% sắc độ được không? 50, Enter. Cái này cũng tương tự để cho nó là 30 thôi. Thì bạn thấy nó sẽ chuyển êm với cái phần nền của mình hơn. Và cái thứ hai trong cái thiết kế bố cục Photoshop mình còn đã qua rồi. Để có sự phân biệt giữa phần hình ảnh và phần nền, mình có thể thêm một cái điểm màu trắng ở vị trí này. Ví dụ Ctrl C, Ctrl F dịch chuyển sang đây. Đương nhiên để cho nó màu trắng thì lưu ý không nên hòa trộn nữa. Opacity 100%. Thì nó sẽ có sự phân biệt giữa đối tượng hình ảnh và đối tượng phần nội dung của mình bên này. Logo có thể to hơn không? Ok, giữ Shift, lưu ý nhớ giữ Shift, nếu không giữ Shift thì nó sẽ bị méo hình và thay đổi cái đường dạng của nó. Và tiếp theo mình sẽ thêm một số cái họa tiết để trang trí cho cái phần bố cục của mình. Ví dụ như M, vẽ đây một cái đối tượng. Cái này có thể in ngắn chọn vào đây được không? Nó lấy luôn cả hòa trộn và opacity của đối tượng này. Bạn thấy này, in ngắn chọn vào đây. Overlay 30%. Trở về phím V, cái đối tượng này mình có thể dịch chuyển sang bên trái và có thể là tăng opacity lên 50% được không? Đây là cái nét trang trí thôi. Để nhỏ, ok em ok quét vào đây. Y ngắn chọn vào đây. Cũng tương tự, em vẽ đây một hình, hoặc là mình có thể dùng cái phương án là copy được không? Ok, chọn 1, giữ Shift chọn 2. Trong quá trình bạn thấy là chọn những đối tượng nhỏ này ở đây thì nó là xoay, bạn sẽ phóng to lên, giữ Shift chọn 2. Giữ Alt copy chuyển lên phía trên.
dự án copy di chuyển. À, cái này xoay được không? Ok, giữ shift xoay 180 độ để cái vị trí này phóng to lên. Đây là một số cái họa tiết trang trí cho cái phần bố cục của mình cho sống động hơn. Và thứ hai, có thể thêm toàn bộ tất cả hệ thống nội dung vào, giống như trong phần mềm Photoshop mình muốn đưa nội dung text vào, sử dụng công cụ phím tắt là T. Sử dụng công cụ phím tắt T, bạn đi vào. Đương nhiên thì mình sẽ có về bài chuyên sâu hơn về cái công cụ phím tắt T này nhá, nhưng cơ bản bắt đầu thì giống như Photoshop, cái tích thẳng công cụ phím tắt T. À, tích thẳng trực tiếp vào màn hình thì nó sẽ nhận là một cái đối tượng chữ, chẳng hạn như giảm giá. Control Enter rút lệnh. Cái này có thể to hơn không? Ok, giữ shift phóng to lên. Để cho nó màu sắc sao cho phù hợp, chẳng hạn như y ngắn chọn vào màu của đối tượng logo. Tiếp theo có thể chọn cái phông chữ cho phù hợp được không? Thì trong nó sẽ quản lý trong cái phần đó, chọn vào phần Windows, chọn đến phần Ctrl T. Chọn vào tay, chọn phần Ctrl T. Đây nó sẽ quản lý toàn bộ tất cả đối tượng liên quan phần nội dung text của bạn. Phông chữ, kích thước size, khoảng cách dòng trên, dòng dưới, về tích và phần Ctrl T. Ở đây mình sẽ cho nó một cái phông chữ chẳng hạn như UTM vô. Thì cái bộ phông chữ này bạn lưu ý nó sử dụng phổ biến trên cái thị trường thiết kế hiện nay. Thì bảo cái cài cái bộ phông chữ này vào cho mình nhá. Có thể tham khảo liên quan một số cái phông chữ liên quan ngành nghề, chẳng hạn như UTM AVO đây sử dụng khá là phổ biến, bởi vì phông chữ nó khá là tròn. Giảm giá, cái chữ này có thể chữ thường được không? Cái tích thẳng ở đây chọn được phần regular. Tiếp theo cũng tương tự, giữ shift thu nhỏ lại. Có thể copy được không? Giữ Alt copy đối tượng chữ và phím T, chọn vào đây Ctrl A 30%, Ctrl Enter rút lệnh. Cái này mình có thể nhấn nhá cho nó bằng cách là chọn vào chữ động, và giữ shift phóng to lên. Phím T cũng tương tự chẳng hạn như, hoặc là mình có thể giữ Alt copy đối tượng phía trên, từ ngày bao nhiêu chẳng hạn. Ctrl Enter. Cái này là nội dung phụ, có thể để cho nó italic được không? Ok, giữ shift thu nhỏ lại. Thì trong quá trình sắp xếp đối tượng nội dung chữ, mọi lưu ý nó sẽ nằm trong khuôn khổ hình chữ nhật thì nó sẽ ổn định hơn. Như là từ đây giữ shift phóng to lên. Chọn 1, giữ shift chọn 2, giữ shift chọn 3 thì bạn thấy. Trong quá trình bạn thấy là ba đối tượng nó phải đi liền với nhau. Thì mình có thể group toàn bộ tất cả đối tượng mình đã chọn được không? Bạn ghi tiếp vào cho mình là group đối tượng. Giống như Photoshop, chọn tất cả đối tượng muốn group, Ctrl G. Đương nhiên bạn thấy là chọn một đối tượng bất kỳ trong group đấy thì nó thì di chuyển được cả. Căn giữa theo đối tượng này được không? Group đối tượng. Trên là nội dung chính, phía dưới chẳng hạn như địa chỉ, email, số điện thoại, vân vân. Và cũng tương tự mình hoàn toàn có thể thay đổi theo một cái sắc độ khác bằng cách là copy những cái phiên bản thiết kế này, giữ Alt copy toàn bộ. Cái này có thể thay đổi tiếp được không? Chẳng hạn những cái vị trí này. Chọn vào đối tượng, giữ Alt kéo vị trí xuống dưới. Chọn vào đối tượng, giữ Alt kéo xuống dưới. Đây là một cái điểm nhìn khác. Cái này có thể xóa đi không? Cái delete, chọn đối tượng, delete trực tiếp. Nó sẽ có những cái tín hiệu chồng mình lên nhau và tạo ra những cái tín hiệu này. Bạn lưu ý. Được chưa? Lưu ý hình ảnh muốn chui được vào khung thì mình sử dụng công cụ phím tắt là Ctrl 7 hoặc là chuột phải trực tiếp chọn vào phần clip image. Cái đối tượng hình ảnh của mình ấy thì nó chỉ chui được vào một khung thôi. Nhưng mà trong trường hợp tiếp theo mình có cái bố cục như sau. Cái dự án copy đi. Em mở vẽ ra một đối tượng chẳng hạn như vẽ đây. Cái này có thể để cho nó cái màu trắng bạn nhìn thấy trên màn hình.
Và cũng tương tự ở vẽ một cái hình bên phải với cái tỷ lệ là nhỏ hơn. Tiếp theo có thể là dịch chuyển cái đối tượng này sang bên trái một tí được không, cho cái khoảng cách nó sẽ nhỏ lại. Cũng tương tự giữ an copy giữ shift đi theo thẳng hàng, dịch chuyển đối tượng sang bên trái một cái đối tượng đây có thể là nhỏ hơn, có to có vừa có nhỏ, có ngắn có trung bình có dài vân vân. Tiếp theo mình muốn là cho hình ảnh chui vào ba cái đối tượng này thì mình sẽ xử lý nào. Bạn ghi vào tiếp là cho hình ảnh chui vào nhiều đối tượng khung khác nhau. Cho hình ảnh chui vào nhiều đối tượng khung khác nhau. Mình thử một cái trường hợp nhá. Chọn 1, giữ shift chọn 2, giữ shift chọn 3, Ctrl G group lại thử xem cái đối tượng hình ảnh cũng có thể là chui vào được không. Giờ group rồi có thể di chuyển đồng thời đúng không? Ok, Ctrl Shift P thử xem sao. Chọn vào một cái hình ảnh nào đấy, chẳng hạn như chọn vào phần thư điện ảnh. Chọn vào chủ đề đồng hồ đây, mình chọn những cái hình ảnh như sau. Kéo qua to hơn hoặc bằng, giống như nguyên tắc lúc nãy. Bước tiếp theo cho nó xuống dưới cùng, Ctrl Shift ngoặc vuông bên tay trái. Giữ shift chọn khung, được chưa? Và chuột phải link mark thì trong trường hợp này này nó mất luôn cả phần khung và hình ảnh. Thì lưu ý bạn ghi vào hình ảnh chui vào khung thì nó chỉ chui được vào một khung mà thôi, hay là chỉ chui được vào một đối tượng. Okay, cần chuẩn xét lại, chỉ chui được vào một đối tượng. Nhưng mà trong trường hợp tiếp theo mình muốn biến ba đối tượng này trở thành một sẽ xử lý như nào, bạn ghi vào cách biến nhiều đối tượng trở thành một đối tượng để có thể cho hình ảnh chui vào. Cách biến nhiều đối tượng trở thành một đối tượng. Bước đầu tiên chọn toàn bộ tất cả đối tượng mình muốn thành một. Nhà có thể là group hoặc là chưa group nha. Hoặc có thể là những cái đối tượng rời, ok ungroup đối tượng ra đi. Hoặc là Ctrl Shift G bỏ group ra. Nhà để mình nhặt từng cái đối tượng một, ok chọn một, giữ shift chọn 2, giữ shift chọn 3. Bước tiếp theo chọn object, chọn vào phần combo path, chọn vào phần Ctrl số 8, biến nhiều đối tượng trở thành một đối tượng để cho hình ảnh chui vào. Combo path Ctrl 8. Combo path Ctrl 8 biến nhiều đối tượng trở thành một đối tượng. Ok, bạn tích thẳng vào đây thì bạn thấy thực chất bạn thấy là nó không có gì khác biệt so với group cả. Nhưng mà trong trường hợp tiếp theo mình cho hình ảnh chui vào thì sao? Ok, chọn hình ảnh, giữ shift chọn khung, chuột phải chọn phần backlink mark thì trong trường hợp này hình ảnh đã chui được vào phần khung rồi. Thì bạn lưu ý phần này. Đương nhiên thì trong quá trình xử lý về bố cục, về những cái dạng có đường nét cắt đứt qua cái hình đối tượng nhân vật của mình ấy, thì những cái đường này bạn nên để cho nó nhỏ thôi. Để nó bé thôi. Cái này có thể tích đúc vào đây chỉnh sửa dịch chuyển xuống phía dưới được không, ví dụ chẳng hạn như thế này tích đúc ra ngoài để thoát lệnh. Nhưng trong trường tiếp theo là bạn thấy là nó chưa có sự phân biệt giữa phần mềm và phần nền phía dưới. Ok, em mơ vẽ đây một đối tượng để cho nó màu trắng được không. Ctrl ngoặc vuông bên tay trái. Giữ an copy đây một đối tượng nữa. Cái này có thể cho nó to hơn không? Hay là nằm cái vị trí này? Giữ an copy, chẳng hạn tạo cái tính chất ở đây. Tạo ra họa tiết trang trí thôi. Cái này muốn đậm hơn đúng không? Ok, cho nó kết hợp với phần họa trộn overlay. Chung với thiết kế, ok, dịch chuyển lên trên. Cái này cũng tương tự, trong nó đây y ngắn thì nó xử lý luôn cả cái phần họa trộn đối tượng đấy. Trở về phím V, chọn đối tượng này và chọn y ngắn ở đây. Tiếp theo có thể đưa nội dung lên đây không? Ok, giữ an copy logo chẳng hạn, Ctrl Shift P xem thử có đối tượng logo nào không. Okay, thì chuyển xuống phía dưới.
Ví dụ nhưng mà trong trường hợp đối tượng logo này nó chưa được phù hợp lắm, nó đang màu đỏ trùng với phần màu nền thì có thể dùng tạm cái đối tượng logo phía dưới thì dự án copy lên trên. Nhưng mà bước tiếp theo chẳng hạn như bạn thấy là cái ngày tháng nó có thể thay đổi, chẳng hạn như không phải là 15 tháng 3 nữa mà là ngày 14 tháng 3 thì mình sẽ chỉnh sửa nào. Bởi vì lưu ý toàn bộ tất cả hệ thống này nó đang nằm trong phần group rồi. Thì nếu mà bạn chuột phải chọn phần ungroup thì hoàn toàn có thể chỉnh sửa riêng từng đối tượng một. Nhưng mà bạn muốn lại dịch chuyển tiếp, lại chọn một giữ shift chọn 2, chọn 3 lại group Ctrl G lại thì nó rất mất công. Thì dùng cái phương án nào để nhanh nhất chỉnh sửa một đối tượng nằm trong group nha. Giống như hình ảnh chui vào khung, tích đúp trực tiếp vào đối tượng bạn muốn sửa thì bạn thấy nó chỉ nhận đối tượng bạn này thôi. Phím T, ok, đây là 14. Trở về phím V và tích đúp ra ngoài thoát lại thì bạn thấy đối tượng của mình vẫn ở trong group, dịch chuyển đối tượng rất là nhanh. Các bạn lưu ý vào này. Cho Ctrl 8 biến nhiều đối tượng trở thành một, bởi vì lưu ý hình ảnh của mình nó chỉ chui được vào một khung mà thôi. Lưu ý phần này. Cái này có thể thay đổi không về màu sắc khác, bạn sẽ tùy thuộc vào từng cái ngành nghề của mình sao cho phù hợp nhất, vân vân. Cũng tương tự với đối tượng phía dưới, thử xem cái đối tượng này bạn sẽ đi lại. Mình sẽ nhân đôi ra hai phiên bản, giữ an copy, giữ shift thẳng hàng. Đối tượng phía trên như lúc nãy quét qua, giữ shift bỏ nền, Ctrl G nó lại. Nhưng mà trong nhóm tiếp theo phía dưới mình sẽ Ctrl 8 biến thành 1 thì xử lý sao? Ví dụ cái này có thể thay đổi sang màu khác được không? Ok, tích đúc vào đây chẳng hạn opacity 100%, đổi cho nó sang một cái màu chẳng hạn như màu đỏ, dịch chuyển ra ngoài. Tích đúc ra ngoài thuật lệnh cái bàn tay này. Đó bạn nào. Cái này mình đang do nó đang kết hợp với cái phần nó là hòa trộn đúng không? Overlay trở về normal thì bàn tay nó giữ lại màu sắc. Nhưng mà trong giờ tiếp theo, những cái đối tượng phía dưới mình Ctrl 8 thì nó có khác biệt gì so với cái đối tượng Ctrl G không? Bước đầu tiên quét qua, giữ shift bỏ nền. Chọn object, chọn là phần combat, chọn Ctrl 8, cái bạn tích này. Thì bạn thấy tất cả đối tượng đều về cùng một sắc độ. Chưa? Cái này thay đổi màu đỏ thì sao? Ví dụ, thay đổi màu đỏ. Thì toàn bộ tất cả đối tượng khác nó đều thay đổi theo. Thì bạn lưu ý điều này. Phân biệt giữa Ctrl 8 và Ctrl G. Cái này hoàn toàn có thể dịch chuyển được ra ngoài. Và cái cho hình ảnh chui vào không? Cái Ctrl Shift P. Chọn vào đồng hồ. Giữ chuột trái kéo to hơn hoặc bằng phần khung bạn muốn cho hình ảnh chui vào. Bước tiếp theo Ctrl Shift ngoặc vuông bên tay trái, giữ Shift chọn khung và make clip mask. Cái này nó không vuông. Mình có thể chỉnh sửa được không? Ví dụ như bạn đã mất công tạo ra bố cục rồi, mình muốn là cái vị trí ô vuông này nó phải hiển thị đầy đủ trên cái khuôn mặt. Ok, nếu bạn tích đúp trực tiếp vào cái phần trung gian ở giữa thì nó sẽ nhận lời ngành. Nhưng mà tiếp theo mình chỉ muốn là chỉnh sửa phần khung của đối tượng đấy thôi, thì tích thẳng vào cái phần viền, tích đúp thẳng vào phần viền thì nó sẽ nhận là cái đối tượng viền. Tích đúp vào, cái này có thể là giữ shift phóng to lên không, bạn muốn hiển thị cái vị trí nào? Ví dụ như khuôn mặt. Ok, giữ an copy được không? Cái đối tượng này chẳng hạn. Giữ an vị trí này. Giữ an copy, giữ shift phóng to lên, mình muốn là hiển thị đối tượng đồng hồ. Ok, tích đúp ra ngoài thất lệnh thì bạn thấy là nó hiển thị toàn bộ tất cả hệ thống phần khung mình đã kéo ra. Đúng này. Muốn chọn hình ảnh thì tích đúp vào giữa, còn muốn chọn phần khung thì bạn sẽ tích đúp vào cái phần viền của đối tượng hình ảnh đấy. Được chưa? Bạn lưu phần này. Thì bạn sẽ phân biệt cho mình giữa hai cái đối tượng. Thứ nhất là Ctrl G thì nó sẽ đi theo được sắc độ từ đậm trung gian cho đến sáng. Nhưng mà đối tượng Ctrl 8 thì nó sẽ không có sắc độ nữa. Nó chỉ có một sắc độ đối tượng từ đậm hoặc là opacity nhạt thôi. Lưu ý phần này. Đấy, thì hôm nay mình đã học qua cái phần đó là công cụ phím tắt V để bạn thấy tạo ra rất là nhiều cái tín hiệu đối tượng bố cục dạng đường thẳng. Thì về nhà mọi người nghiên cứu cho mình thêm những cái đối tượng bố cục khác ở trên mạng có rất nhiều, hoặc là có thể thực hiện lại một số cái bố cục trong cái phần Photoshop để mình có thể đi qua nhuần nhuyễn hơn cái đối tượng công cụ để copy đối tượng và chỉ chuyển sao cho nó phù hợp nhất như phần này. Cái phần tư liệu đối tượng bài mẫu này mình sẽ gửi lại trực tiếp trên nhóm lớp của em Lâm Kha, thì trong quá trình mình xuất file trực tiếp gửi lên trên nhóm lớp. Thế hôm nay mình sẽ
tạm nghỉ.